À, được không? Tôi không biết, tôi lại vào một cái phòng khác, thế là tôi đợi cũng khá lâu. Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin giới thiệu, tôi là Hồng Ngọc, công chứng viên của phòng công chứng 16. Theo sự phân công của khoa thì Cháu hôm vỡ nay tiếng tôi rồi sẽ mẹ. lên lớp mình. Thì lớp mình đã học được mấy bài rồi ạ? Chị gì vừa nói đấy ạ? Lớp mình mới học được buổi đầu thôi cô ạ. Bài đầu tiên ạ? Dạ không, học xong buổi đầu rồi ạ. Thế bài đầu tiên Tôi là vừa mình học là bài gì? học giới thiệu. Giới thiệu Giới về thiệu công thí chứng sinh đào viên tạo thầy ra. à, cô ạ? À. Giới thiệu cụ thể tên bài nào? Tổng quan về công chứng cô ạ. Tổng quan về công chứng. Và hôm nay là bài thứ hai. Hôm nay là bài thứ hai ạ, vâng. Địa vị pháp lý về công chứng theo lịch viện đã phải có biểu ạ. Thế là ở đây là chúng ta học chung luôn chứ chưa phân lớp đúng không các bạn? Lớp em chỉ là một lớp này thôi cô ạ. Chỉ có một lớp ạ. Thế là đã có Vâng, lớp một trưởng lớp cô ạ. Chả có rồi ạ. Bạn nào là lớp trưởng Em ạ? chào cô Lớp ạ, trưởng em là lớp trưởng đây ạ. tên là gì ạ? Lớp trưởng ạ? Vâng, em là Lê Thị Hải ạ. Lê Thị Hải. Vâng ạ. Thế còn là lớp phó là những ai ạ? À, thưa cô, em là Vũ Thị Quyên ạ. Vũ Thị Quyên lớp phó. Vũ Thị. Vâng ạ. Còn lớp phó nào nữa không ạ? Bạn Ngọc đợi. Đóng không? Lớp mình có mấy lớp phó hả các bạn? Có hai lớp phó ạ. Anh Phạm Ngọc Lợi bật mic lên. Anh đợi chưa bật mic, đợi chưa bật mic. Em tên là Phạm Ngọc Lợi ạ. Phạm Ngọc Lợi ạ. Vâng ạ. Các bạn, các sự lớp có nắm được ở trong lớp mình là số lượng mà các bạn đang làm công chứng bây giờ là bao nhiêu không? Số lượng làm công chứng thì bọn em chưa chưa đâu cô ơi. Nắm được ạ. Vâng, bọn em học nay buổi thứ hai mà cô. Nếu mà không nắm được thì cũng không sao, tôi tưởng các bạn biết thì cung cấp cho tôi. Thế lớp mình là tổng số là có, hiện tại trên màn hình là có 79 người. Như vậy đã đủ chưa các bạn? Vẫn còn thiếu thật cô ạ. 84 người. 84 người ạ. Dạ. Trên danh sách là 84 học viên ạ. Vâng. Xin cảm ơn các bạn. Tôi hỏi qua một số thông tin như thế để nắm được tình hình của lớp mình mà. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay nhé. Buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ là giờ lý thuyết bài địa vị pháp lý của công chứng viên. Mới kêu ăn. Thế rồi ai mở khoảng mic cái này không? Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong bài lý thuyết về địa vị pháp lý của công chứng viên. Như ở bài thứ nhất thì các bạn cũng đã được nghe các thầy cô nói về công chứng Việt Nam và thế giới. Các bạn thấy nghề công chứng thế nào? Có hay không ạ? Cái sự cảm nhận của các bạn qua cái bài đầu tiên mà các bạn đã được học. Hay ạ. Thầy bảo là ký là có tiền. Thế ạ? Ít nhất 5.000. Thầy còn bảo là dễ vào vòng lao lý nữa. Thế ạ? Nhà nữa cô ạ. Phù hợp với phụ nữ. Phù hợp với phụ nữ. Thực ra nghề công chứng viên thì cũng đòi hỏi một cái sự kiên trì, rồi tỉ mẩn. Cái đấy là rất là quan trọng và cũng phải rất là bình tĩnh chứ không không thể nóng vội được. Thế giờ bạn làm cho tôi biết là công chứng viên là gì nào? Các bạn hiểu thế nào về công chứng viên? À, về về
các bạn hiểu như thế nào nhé. Tất nhiên là hôm nay là chúng ta nói trao đổi với nhau về địa vị pháp lý của công chứng viên, nhưng mà qua cái bài đầu tiên rồi thì các bạn hiểu công chứng viên là những người như thế nào ạ. Mời bạn Nguyễn Tuấn Thành ạ. Cô là về công chứng viên thì theo em hiểu thì là sẽ là xử lý và thực hiện các tình huống nó diễn ra phổ biến trong đời sống hàng ngày của mình, như làm chứng thực cho cơ quan. Em đi dạy. Đi ra cho mẹ học nhanh lên. Vâng, cảm ơn bạn Thành. Mời anh Thắng ạ. Dạ vâng. Thưa cô, thì theo em hiểu thì công chứng viên là cái nghề mà thay mặt đại diện cho cơ quan nhà nước để thực hiện các cái dịch vụ chứng thực cho những cái người dân, và nhà công chứng viên là gần gũi với dân nhất ạ, và tư vấn cho họ cái hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Thắng. Thế anh Thắng đã đến tổ chức hành nghề công chứng nào chưa? À, em đã đến rồi ạ. Vâng. Cảm nhận của anh thế nào? Thì em thấy cái văn phòng công chứng thì đa số là mọi người làm việc đó là cũng rất là văn minh và lịch sự, các cái văn hóa ứng xử rồi thì rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Rất chuyên nghiệp ạ. Vâng. Anh đấy là anh đến một văn phòng đúng không ạ? Dạ. Thế anh đã đến một phòng nào chưa? Phòng công chứng em chưa, mới đến các cái văn phòng công chứng. Vâng, cảm ơn anh. Bạn nào có thể cho tôi biết là hiện nay các cái công việc mà công chứng viên đang tác nghiệp là những việc gì không? Các công việc thưa cô, là chứng nhận tính xác thực các cái hợp đồng pháp lý, các giấy tờ pháp lý ạ, chứng nhận đấy ạ. Chứng nhận. Chứng thực. Vâng. Chứng nhận hợp đồng giao dịch này, gì nữa? Vâng, hợp đồng giao dịch, các văn bản giao dịch ạ. Văn bản. Vâng. Gì nữa? Tư vấn. Các tư vấn, tư vấn. Vâng. Tư vấn. Tư vấn cái gì nữa? Tư vấn thủ tục. Tư vấn thủ tục công chứng này, gì nữa? Các công văn giấy tờ. Chứng thực chữ ký. Các hợp đồng giao dịch. Rồi các văn bản, nói chung các văn bản, một số văn bản khác nữa, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Gì nữa nào? Chia thừa kế tài sản. Cái đó gọi là hợp đồng giao dịch không? Đây nào. Có hợp đồng giao dịch. Cái nhóm hợp đồng giao dịch, đúng không ạ? Ngoài việc chứng nhận các hợp đồng giao dịch ra thì công chứng viên còn làm gì nữa? Công chứng viên còn có thể là làm các cái vai trò chủ chốt để đảm bảo trật tự về pháp lý. Tức là bảo vệ an toàn pháp lý. Vâng. Các cái hoạt động về tư pháp. Vâng. Bài đầu tiên của chúng ta là bài tổng quan pháp luật về công chứng thế giới của Việt Nam. Thì tất nhiên là ở trong phạm vi của cái bài đó thì các bạn cũng được thầy cô chia sẻ những cái hình thức công chứng trên thế giới, cũng như các cái điều kiện và tiêu chuẩn của công chứng viên của một số nước trên thế giới.
So với một số nước trên thế giới thì cái điều kiện được để trở thành công chứng viên của Việt Nam cũng dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghiên cứu về địa vị pháp lý của công chứng viên cũng như là các tiêu chuẩn bổ nhiệm rồi đào tạo vân vân liên quan đến công chứng viên. Ở những cái bài phần đầu này thì phần lớn là các cái nội dung được ghi nhận trong các cái văn bản pháp luật. Thì thực sự là đối với những bài đầu tôi nghĩ là cái không khí học nó sẽ cũng không thể sôi nổi như là khi chúng ta bước vào các cái phần riêng được đối với từng hợp đồng giao dịch được. Thì cái đó nó là đặc thù rồi, bởi vì là như tôi vừa nói thực tế là các cái quy định liên quan đến địa vị pháp lý của công chứng viên nó nằm trong các cái văn bản pháp luật mà chúng ta sẽ nghiên cứu. Thì phạm vi bài hôm nay thì những cái phần nào liên quan đến các văn bản pháp luật thì tôi sẽ chỉ dẫn và các bạn chúng ta sẽ nghiên cứu nhé. Thứ nhất là địa vị pháp lý của công chứng viên. Ở trên màn hình thì tôi đã đăng cái quy định của bộ luật của luật công chứng tại khoản 2, điều 2 của luật công chứng. Là công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng. Vấn đề này được quy định trong khoản 2, điều 2 của luật công chứng. Tôi chỉ dẫn điều luật và các bạn chúng ta sẽ đọc thêm trong văn bản luật. Và chức năng xã hội của công chứng viên đó là công chứng viên cung cấp dịch vụ công do nhà nước ủy nhiệm nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Theo các bạn hiểu thì như thế nào là đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng giao dịch nào? Các bạn hiểu cái ý này như thế nào? Nào, mời các bạn cho ý kiến. Các bạn hiểu thế nào là bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng giao dịch? Theo em, về quyền lợi và lợi ích của các cá nhân, các bên giao dịch và ý chí của các bên. Tức là bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên. Dạ vâng. Có được thiên vị không? Dạ không ạ. Vâng, cảm ơn bạn Thành. Thực ra là công chứng viên là phải bảo vệ quyền lợi của cả hai bên chứ không phải là thiên vị về một bên. Cái đó là quy định bắt buộc rồi. Chúng ta làm thứ hai, đó là tiêu chuẩn công chứng viên. Thì trước khi đi vào về tiêu chuẩn của công chứng viên thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn, tức là cái công việc mà công chứng viên hiện nay đang tác nghiệp xuất phát từ cái khái niệm về công chứng là gì. Phần này thì chắc chắn là các bạn đã được nghe thầy nói rồi, tức là khoản 1 điều 2 của luật công chứng đó đã quy định rõ công chứng là gì. Thứ nhất là công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của các hợp đồng giao dịch. Chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của các hợp đồng giao dịch. Theo các bạn, ở đây cái tiêu chí là xác thực thì xác thực những cái vấn đề gì đối với hợp đồng giao dịch theo các bạn? Tôi xin nhắc lại là công việc đầu tiên mà với tư cách là một công chứng viên sẽ phải giải quyết, thứ nhất là chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của các hợp đồng giao dịch. Và vấn đề này đã được
đã được quy định tại khoản 1 điều 2 của luật công chứng. Thì theo các bạn, xác thực ở đây là xác thực những cái vấn đề gì đối với một hợp đồng giao dịch cụ thể? Đảm bảo tính chính xác của hợp đồng ạ. Đúng căn cứ theo pháp luật ạ. Tính chính xác về các số liệu thông tin đúng không ạ? Vâng, số liệu thông tin ạ, và đảm bảo theo đúng quy định pháp luật ạ. Đảm bảo tuân thủ pháp luật. Vâng. Thế còn xác thực thì xác thực về cái gì nào? Em thưa cô, đó là xác thực về nhân thân chủ thể của hợp đồng ấy ạ. Đúng phải là nhân người thân. Vâng ạ. Chủ thể của hợp đồng. Vâng. Em thưa cô, cả nội dung của hợp đồng nữa, ví dụ như liên quan đến cái việc thế chấp những cái bất động sản theo quy định của luật đất đai hoặc là luật dân sự, thì cái nội dung của cái thông tin bất động sản đó, ví dụ như quyền sử dụng đất, nó phải tính chính xác. Tức là xác thực về cả đối tượng của hợp đồng nữa. Đối tượng hợp đồng. Đúng không ạ? Xác thực về chủ thể này. Xác thực về đối tượng của hợp đồng này. Xác thực về cái gì nữa? Cái tính pháp lý của hợp đồng đó, ví dụ như nhân thân của chủ thể, ví dụ như là tài sản chung hay tài sản riêng ạ. Xác định quan hệ sở hữu, đúng không ạ? Xác thực về quan hệ sở hữu tài sản. Còn gì nữa không ạ? Xem là xác định về năng lực của... Xem là có đủ... Xác định, về... xác định năng lực hành vi dân sự của chủ thể, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, cảm ơn bạn Thành. Còn gì nữa không các bạn? Bạn nào phát hiện ra tiếp nào? Về hình thức của hợp đồng ạ. Hình thức của hợp đồng giao dịch. Thời gian địa điểm. Hình thức của hợp đồng giao dịch nếu không tuân thủ luật quy định thì sẽ dẫn đến có thể bị tuyên vô hiệu, đúng không ạ? Đúng. Ví dụ như là có những trường hợp di chúc bắt buộc phải có người làm chứng. Nhưng mà lập lại không có người làm chứng thì như vậy là không thể thể thỏa mãn cái điều kiện có hiệu lực của giao dịch được, của một di chúc được. Yeah. Còn gì nữa các bạn? Rồi cái mặt thời gian và cái địa điểm. Thời gian, địa điểm công chứng. Yeah. Còn gì nữa không ạ? Các bạn đã phát hiện ra về chủ thể này, về thời gian, địa điểm, đối tượng này, rồi năng lực hành vi dân sự, rồi hình thức của hợp đồng giao dịch. Các bạn liệt kê là rất là chính xác rồi đấy. Thưa cô, cho em hỏi một tí về chủ thể nhà cô. Là về gì? Em thưa cô, có thể là nó là các cái sự kiện pháp lý. Sự kiện pháp lý được ghi nhận trong văn bản công chứng. Các cái căn cứ. Có cái em cũng hỏi cho cô đó là cái công viên có phải xác định tính thực chất của cái giấy tờ pháp lý theo khi ký hợp đồng không? Ví dụ như khi mà ký hợp đồng của bạn sang nhượng nhà đất đi, thì cái sổ đó công chứng minh xác định tính thực chất của sổ đấy hay không? Xác định gì bạn Khánh, tôi nghe không rõ. Dạ, là cái tính thực chất của cái giấy tờ pháp lý kèm thẩm, theo ký hợp đồng. Thẩm tra lại cái nội dung của văn bản. Ví dụ cái giá trị pháp lý, đúng không ạ? Đấy là cái sổ đấy, như là một sổ giả. Nhưng mà thế thì chứng viên có phải xác thực? À, cái xác định các cái phân biệt thật giả của các cái... Là ý bạn Khánh là đối tượng của hợp đồng giao dịch là có thật, đúng không ạ? Đối tượng có thật. Dạ vâng. Không, thưa là đối tượng nó có thể là đối tượng nó phải có thật, có thể là cái đặc đấy là nó thật. Nhưng mà cho phép lý nó là cái sổ của nó. Có thể là vâng. Tiếp tục. Em thưa cô, đó là cái hành vi ạ, hành vi của mình khi luật với lại đạo đức pháp luật tự nguyện ý. Vâng. Tức là mục đích là vẫn chủ thể xác
thể thì chúng ta phải đủ chủ thể nữa. Ví dụ như là một trường hợp mà liên quan đến hồ sơ thừa kế chẳng hạn, các bạn xác định họ đúng là người thừa kế, ngoài cái việc xác định họ đúng là người thừa kế thì phải cũng có tư cách thừa kế. Và một người hưởng thừa kế với tư cách là hàng thứ nhất, nếu một người hưởng thừa kế với tư cách vào di chúc thì rõ khác nhau đúng không? Do vậy là đúng để đúng chắc được. Nhưng anh Thắng lập di chúc chỉ để lại cái ngôi nhà là tài sản riêng của anh Thắng cho chi nhánh ngân hàng X. Anh nghĩ bây giờ sẽ chia ra một người sẽ được hưởng ít nhất là 1/3 và một nửa nữa ạ. Nếu như trên cơ sở là những cái sự nắm bắt của các bạn về mặt pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực mà tôi hỏi các bạn. Mời bạn Nguyễn Văn Sĩ nào. Vâng. Thế ai người trường được hưởng chút thì lúc đó nhắc đến cái việc mà chia cho vợ hoặc chia cho con xem đã thay đổi có hình sức lao động hay không. À, đây, bình thường đấy. Và, cảm ơn bạn chị. Mời bạn Mơ nào. Thưa cô, là cái trường hợp mà khi mà mình nhận được một cái văn bản mà lập cái anh này lập di chúc cho ngân hàng ấy thì mình phải xét sang cái tình trạng hôn nhân của họ ấy đang như thế nào, họ ấy có gia đình hay không. Bây giờ thầy nói rồi vì 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 cái một cái người mà chẳng vì cái người đó nợ một cái khoản nào đó của bên ngân hàng thì phải trả nợ, và cái đó thì nó phải cái tài sản nó sẽ được phân chia theo thứ tự ưu tiên như là cái trong các cái trong các cái luật phá sản doanh nghiệp đấy, thì nó có cái thứ tự ưu tiên của Tuấn Thành nào, vừa thấy bạn giơ tay. Thưa cô, theo em thì cái việc đấy thì mình phải xác định xem là trước lúc đấy anh chồng có cái di chúc đấy nó có hợp pháp hay không, có đúng theo pháp luật quy định hay không. Thì sau đấy, trong trường hợp này thì em nghĩ là vẫn công chứng được nếu mà cái di chúc đấy nó hợp pháp. Còn về cái phần chia tài sản thì thời gian kết hôn thì tài sản riêng, nếu mà là tài sản riêng thì mà vấn đề này mình chỉ cần xác minh và bật công chứng được.
không không vâng. không chia gì hết đối với các con. Vâng, cảm ơn các bạn. Các tình huống mà tôi đưa ra thì tôi sẽ giải đáp với các bạn vào phần cuối giờ nhé. Thì đó là một số một cái công việc mà công chứng viên cần tác nghiệp. Tôi nhắc lại là thứ nhất là xác thực tính chứng nhận tính xác thực tính hợp pháp của các hợp đồng giao dịch. Công việc thứ hai mà công chứng viên làm đó là chứng nhận tính chính xác hợp pháp không trái đạo đức xã hội của bản dịch. Chứng nhận tính chính xác hợp pháp không trái đạo đức xã hội của bản dịch. Vấn đề này thì cũng được quy định trong khoản 1 điều 2 của luật công chứng. Việc thứ ba mà công chứng viên cần phải tác nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp của mình đó là chứng thực chữ ký. Chứng thực chữ ký được quy định tại nghị định 23 năm 2015. Và công việc thứ tư mà công chứng viên cần phải tác nghiệp đó là chứng thực bản sao từ bản chính. Thì vấn đề chứng thực bản sao từ bản chính cũng được quy định trong nghị định 23 năm 2015. Thì đó là bốn cái việc mà công chứng viên cần tác nghiệp. Tôi nhắc lại, thứ nhất là chứng nhận tính xác thực tính hợp pháp của các hợp đồng giao dịch. Thứ hai là chứng nhận tính chính xác hợp pháp không trái đạo đức xã hội của bản dịch. Thì hai cái công việc này được quy định trong khoản 1 điều 2 của luật công chứng. Còn việc thứ ba là chứng thực chữ ký và việc thứ tư là chứng thực bản sao thì được quy định trong nghị định 23 năm 2015. Thì các bạn chúng ta nghiên cứu văn bản nhé. Thế còn là bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái tiêu chuẩn của công chứng viên. Xen kẽ vào nội dung trong bài thì tôi sẽ đưa ra một vài tình huống để chúng ta thảo luận. Vấn đề quy định về tiêu chuẩn của công chứng viên thì được quy định rất là rõ ở trong luật công chứng rồi. Thì tôi cũng đăng lên màn hình để các bạn chúng ta theo dõi. Thứ nhất là có bằng cử nhân luật. Thứ hai là có thời gian công tác pháp luật từ 5 năm trở lên. Thứ ba là tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng. Như các bạn lớp chúng ta đây là chúng ta đang học lớp mà đào tạo nghề công chứng trong thời hạn 12 tháng. Thứ tư là đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng. Xin lỗi các bạn là có một người đã giành quyền kiểm soát khi mà tôi đang giảng bài. Việc thi tập sự hành nghề công chứng thì các bạn trong lớp chúng ta đây tôi nghĩ là chắc là các bạn cũng đã quan tâm đến cái thông tin này, tức là cái kỳ thi này sẽ do Bộ Tư pháp tổ chức. Các bạn cũng đã nắm được rồi, kỳ thi này rất là khó khăn, thực sự rất là khó khăn. Nhất là cái đợt thi lần thứ tư vừa rồi ở khu vực phía Nam, cái tỷ lệ mà đỗ rất là thấp, thực sự rất là khó nếu mà chúng ta không học rồi không khi đi tập sự thì cũng phải thực hành cái công việc rất là ở cái rất là quan tâm, rất là chú ý đến cái việc mà các cái thao tác nghề nghiệp cũng như là cái việc áp dụng các văn bản pháp luật liên quan đến việc chứng nhận cái hợp đồng giao dịch cụ thể nào đó. Thì tất cả trong cái thời gian hai hàng thì các bạn cũng công chứng viên hướng dẫn tập chỉ đạo cho các bạn trước khi chúng ta bước vào cái kỳ thi quan trọng. Chúng ta là đào tạo nghề công chứng.
luật được tham đã được quy định rất rõ ở trong công chứng rồi. Như tôi nói đầu, nội dung và hai của chúng ta hầu hết sẽ là đều được quy định ở trong các cái văn bản của trong công chứng và văn bản hướng dẫn. Còn thỉnh thoảng xem kẽ thì tôi có đăng ký thảo luận. Trường hợp tư là miễn đào tạo về công chứng. Miễn đào tạo công chứng thì được áp dụng đối với những đối tượng sau đây. Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 5 năm trở lên. Thứ hai là luật sư hành 5 năm trở lên. Thứ ba, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên ngành luật. Thứ tư, viên cao cấp, kiểm tra viên cao cấp, nhân viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp. Đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng thì đều phải tham gia công chứng và đạo đức hành nghề công chứng trong thời gian 3 tháng. Và sau khi hoàn thành thời gian học là 3 tháng thì sẽ được cấp giấy chứng nhận công chứng. Tiêu chuẩn bổ nhiệm xin lưu hướng dẫn, bởi vì thực tế là tôi không biết là nếu như mà trong cái thời gian học online thì các bạn sẽ phải làm báo cáo như thế nào về cái đó thì sau, nhưng mà nếu như phải thi nhất ấy, thì đã có thi biết và vào cái nội dung các điều kiện và thời gian tập sự hành nghề công chứng sẽ là trong 2 tháng, áp dụng đối với những đối tượng như là các bạn đang học ở lớp chúng ta. Thế còn đối với những người mà được miễn đào tạo thì thời gian thực tập sẽ bằng 1/2 của các bạn thôi, là sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng. Và sau khi trải qua cái kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt kết quả tập sự hành nghề công chứng. Và đây cũng là một cái điều kiện các bạn cần phải vượt qua nếu mà muốn được trở thành một công chứng viên trong tương lai. Chúng ta chuyển sang mục thứ 6 các bạn nhé, đó là bổ nhiệm công chứng viên. Trong luật công chứng cũng có quy định rất là rõ về việc bổ nhiệm công chứng viên. Thì người có đủ tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ được bổ nhiệm công chứng viên khi và có được quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên. Và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm sẽ gồm các giấy tờ sau đây. Vấn đề này chúng ta cũng có thể gặp khi chúng ta thi viết, liên quan đến việc là xác định về trình tự thủ tục cũng như là hồ sơ bổ nhiệm công chứng viên thì sẽ bao gồm các giấy tờ như sau, thì tôi đã đăng ở trên màn hình rồi, thì các bạn
chúng ta nghiên cứu. Vấn đề này thì cũng không cách nào khác là các bạn chịu khó đọc văn bản thôi. Và các bạn nhớ được thì sẽ rất là tốt. Thì một số các cái giấy tờ nằm trong thành phần hồ sơ bổ nhiệm tôi có đăng ở trên màn hình rồi. Thứ nhất là phải có đơn này. Thứ hai là phiếu lý lịch tư pháp. Thứ ba là bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật. Thứ tư là giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật. Và thứ năm là bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo hoặc là khóa bồi dưỡng nghề công chứng do Học viện Tư pháp cấp. Ngoài ra thì có bản sao giấy chứng nhận kết quả tập sự hành nghề công chứng, tức là chúng ta sẽ trải qua cái kỳ thi kiểm tra tập sự hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp tổ chức. Và hiện nay thì Bộ Tư pháp đã tổ chức được đến lần thứ tư. Nhưng mà cái kỳ thi kiểm tra lần thứ tư này mới hoàn thành được một nửa thôi, mới được ở khu vực phía Nam. Còn phía Bắc thì do tình hình dịch bệnh nên là cũng chưa thể tổ chức được. Và một loại giấy tờ nữa, đó là giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Và cái thời hạn để đề nghị bổ nhiệm sẽ là 10 ngày làm việc. Sở Tư pháp phải có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm. Nếu từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Và trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét quyết định bổ nhiệm. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Tất cả những vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm công chứng viên, ví dụ như là thành phần hồ sơ này, rồi thì thời hạn bổ nhiệm, rồi thì quy trình là các bạn chúng ta đều phải nắm được nhé. Để tôi nhắc lại là có rất nhiều lớp và thi vào cái phần này rồi, thi viết nên các bạn phải nghiên cứu ở trong văn bản luật. Bên cạnh đó thì có những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên thì bao gồm các cái đối tượng sau đây. Thứ nhất là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật. Thứ hai là người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thứ ba là người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Thế nào là người bị mất năng lực hành vi dân sự các bạn? Thế nào được coi là người bị mất năng lực hành vi dân sự nào? Là những người mà bị mắc bệnh tâm thần, hoặc những người bị tạm giam, hoặc là bị phạm tội pháp luật tước quyền công dân. Thế còn người hạn chế năng lực hành vi dân sự? Hạn chế, người hạn chế năng lực. Làm người ốm đau, già. Già. Không minh mẫn. Không minh mẫn. Thế nếu như họ tham gia một cái giao dịch liên quan đến những công chứng, ví dụ như cho tặng nhà chẳng hạn. Em xin phép có ý kiến ạ. Vâng, mời bạn. Thưa cô, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là những người bị nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác mà theo yêu cầu của gia đình hoặc là cơ quan tổ chức có liên quan thì tòa án có thể ra một cái tuyên bố người đó bị hạn chế năng lực hành vi về dân sự. Và những người này thì không được phép tham gia vào những giao dịch liên quan đến giá trị tài sản lớn như nhà cửa đất đai. Thế ví dụ như là họ muốn tham gia giao dịch về... trừ những giao dịch về phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Thế nếu họ họ tham gia giao dịch về nhận thừa kế chẳng hạn, họ là người được thừa kế thì họ có được trực tiếp tham gia đối với người hạn chế năng lực hành vi dân sự? Có thể thông qua người giám hộ. Người giám hộ, người hạn chế năng lực hành vi dân sự có người giám hộ không các bạn? À, xin lỗi, cái này em nhầm. Em cô là sẽ được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật ạ. Cụ thể đây là người đại diện theo pháp luật ở đây có thể là bố mẹ ông bà hoặc là cơ quan tổ chức được
nhà nước quy định chỉ định ạ? Tức là đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Vâng, cảm ơn bạn. Các bạn khác có ý kiến không? Người hạn chế năng lực hành vi dân sự khi tham gia giao dịch thì có được trực tiếp thực hiện không? Họ có phải là chủ thể của giao dịch dân sự không? Các bạn xác định cho tôi xem nào, người hạn chế năng lực hành vi dân sự có phải là chủ thể của giao dịch dân sự không? Có đấy, em thấy em là có, tại vì cái có cái trường hợp mà cái chưa thừa kế những người mà bị giam ở trong trại giam ấy, thì khi mà bán những cái tài sản vẫn phải công chứng viên phải đến tận nơi đó để mà xin chữ ký xác thực của người đó. Thế người hạn chế năng lực như thật sự có được trực tiếp tham gia hợp đồng giao dịch không? Em thì không ạ. Thế thì ai sẽ thực hiện nào? Nếu bạn nói là họ không thể tự mình xác lập được thì ai sẽ thay mặt họ để thực hiện? Là cái người đại diện, tức là người được ủy quyền. Người hạn chế năng lực hành vi dân sự có được ủy quyền cho người khác không? Em là không. Đã, cảm ơn anh Thắng. Bạn là sĩ nào? Thấy bạn sĩ đang giơ tay. Bạn sĩ có ý kiến gì không ạ? Thấy bạn sĩ đang giơ tay ạ. Báo cáo cô là em giơ tay nhầm quá. Vấn đề về năng lực hành vi dân sự của chủ thể tham gia giao dịch dân sự cũng rất là nhiều cái để nói các bạn ạ. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ nói từ từ thôi nhá. Còn rất nhiều nội dung mà chúng ta cần phải trao đổi với nhau. Đối tượng thứ tư mà không được bổ nhiệm công chứng viên đó là cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, rồi công chức viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, vân vân. Tức là một số các cái đối tượng mà tôi đang ở trên màn hình và cũng đã được quy định rất là rõ ở trong luật công chứng rồi. Thì các bạn nghiên cứu thêm trong luật nhé. Ngoài ra thì có người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của đoàn luật sư. Chúng ta sang nội dung tiếp theo là tạm đình chỉ hành nghề công chứng. Vấn đề này thì chúng ta cũng rất là cần phải quan tâm và thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng sẽ thuộc về Sở Tư pháp. Sau này khi các bạn chúng ta học dần dần thì các bạn cũng sẽ phải nắm được là đối với những cái vi phạm của công chứng viên ở từng mức độ khác nhau thì cái thẩm quyền xử phạt thuộc về ai và số tiền bị phạt ở các như nào, sau này chúng ta phải nắm được. Và vấn đề về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thì nhiều câu hỏi thi có liên quan đến vấn đề này. Ví dụ như là đối với hành vi mà thu thù lao công chứng vượt quá mức trần thù lao do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì cái mức xử phạt thẩm quyền xử phạt thuộc về ai thì phải bắt được. Những công chứng viên mà bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng là những công chứng viên như là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự này, đang bị biện pháp áp dụng biện pháp xử lý hành chính và thời hạn tạm đình chỉ nghề công chứng tối đa là 12 tháng. Sở Tư pháp có thể ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn 12 tháng đối với công chứng viên nếu thuộc trường hợp các sau.
Thứ nhất là có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu lực của tòa án tuyên là không có tội. Tiếp theo là không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chúng ta chuyển sang mục thứ 9, đó là miễn nhiệm công chứng viên. Thứ nhất là miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc là làm công việc khác. Việc miễn nhiệm thì sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác. Thứ hai là không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên. Thứ ba là bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Thứ tư là kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác. Vấn đề về việc công chứng viên kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác cũng có rất nhiều đề thi liên quan đến vấn đề này. Liên quan đến việc mà kiêm nhiệm một công việc thường xuyên khác. Thứ năm là không hành nghề công chứng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được bổ nhiệm, hoặc là không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên thì cũng sẽ bị miễn nhiệm công chứng viên. Ngoài ra thì còn một số các cái thông tin liên quan đến việc miễn nhiệm công chứng viên, ví dụ như là hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn, rồi một số các cái thông tin khác nữa tôi đã đăng trên màn hình rồi, các bạn chúng ta theo dõi. Chúng ta sang nội dung thứ 10, đó là bổ nhiệm lại công chứng viên. Người được miễn nhiệm công chứng viên được xem xét bổ nhiệm lại khi có đề nghị bổ nhiệm lại. Thứ hai là người bị miễn nhiệm được xem xét bổ nhiệm lại khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn và lý do miễn nhiệm không còn. Và người bị miễn nhiệm công chứng viên do bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật hoặc bị xử lý vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động nghề nghiệp mà còn tiếp tục vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì không được bổ nhiệm lại. Các bạn lưu ý là các trường hợp mà không được bổ nhiệm lại nhé. Tôi cũng đang ở trên màn hình rồi. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại. Thứ nhất là có đơn đề nghị bổ nhiệm lại. Thứ hai là phiếu lý lịch tư pháp. Thứ ba là giấy chứng nhận sức khỏe. Thứ tư là bản sao quyết định miễn nhiệm. Thứ năm là bản sao các giấy tờ chứng minh lý do miễn nhiệm không còn. Chúng ta chuyển sang mục thứ 11 là quyền của công chứng viên. Thứ nhất là được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề công chứng. Thì theo các bạn, công chứng viên làm việc dưới những hình thức như thế nào ạ? Theo các bạn thì các hình thức làm việc của công chứng viên hiện nay là như thế nào? Bạn nào biết thì giơ tay nào. Các hình thức làm việc của công chứng viên hiện nay, mời bạn Duy Anh nào. Em và cô thì các hình thức làm việc công chứng này thì có thể là họ tham gia vào một cái văn phòng công chứng nào đó để làm, hoặc là lập một văn phòng công chứng của riêng, đứng tên mình riêng để ra để làm. Đúng không? Vâng, cảm ơn bạn Duy Anh. Mời bạn Sĩ nào. Mời bạn Sĩ.
Vâng, báo cáo cô thì theo em được biết thì về công chứng viên được hoạt động theo hai hình thức, một là công chứng viên hợp danh và hai là công chứng viên theo hình thức hợp đồng lao động của. Vâng, cảm ơn bạn. Mời bạn Ly. Em đi cô là theo em thì có ba hình thức công chứng viên, một là công chứng viên ở các phòng công chứng, hai là công chứng viên hợp danh và ba là công chứng viên theo hình thức là chế độ hợp đồng lao động ạ. Vâng, cảm ơn bạn Linh. Hiện nay thì công chứng viên có thể làm việc dưới các cái hình thức như thế này, là làm việc tại các phòng công chứng nhà nước. Thứ hai là làm việc công chứng viên, tức là công chứng viên hợp danh làm việc trong các văn phòng công chứng. Và thứ ba là công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng. Thì đó là các hình thức làm việc của công chứng viên hiện nay. Ở trong luật công chứng cũng đã quy định rất là rõ rồi. Có thể làm việc dưới các cái hình thức khác nhau. Quyền thứ hai là quyền của công chứng viên. Đó là quyền tham gia thành lập văn phòng công chứng hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng theo cho tổ chức hành nghề công chứng. Thứ ba là được công chứng hợp đồng giao dịch hoặc bản dịch theo quy định của pháp luật. Thứ tư là đề nghị cơ quan tổ chức có liên quan cung cấp thông tin tài liệu để thực hiện việc công chứng. Thứ năm là được từ chối công chứng hợp đồng giao dịch bản dịch vi phạm pháp luật và trái đạo đức xã hội. Tôi có một ví dụ như thế này. Ông A có nhà là tài sản riêng. Ông A lập di chúc cho con. Ô, em không dùng cái này, em phải tắt ấy đi chứ sao em toàn bật on này. Không đổi nó tốn pin. Cái nút từ dưới này này. Bạn nào định tắt mic đi để cho cô nói. Tôi lấy ví dụ nha. Ông A là ông A có nhà là tài sản riêng. Vợ và bố mẹ vẫn còn sống. Ông A lập di chúc để lại nhà cho con trai và đề nghị công chứng viên ghi nhận nội dung như sau. Tôi để lại ngôi nhà này cho con trai tôi được thừa kế. Con trai tôi chỉ được khai nhận thừa kế sau khi tôi chết được một năm. Theo các bạn, việc ghi nhận di chúc như vậy, nội dung di chúc như vậy có hợp pháp không? Có vi phạm pháp luật không? Tôi nhắc lại tình huống này. Ông A có nhà là tài sản riêng. Ông A lập di chúc để lại nhà cho con trai. Mặc dù là bố, mẹ và vợ vẫn còn sống. Nội dung di chúc như sau. Tôi để lại ngôi nhà này cho con trai tôi được thừa kế. Con trai tôi chỉ được khai nhận thừa kế sau khi tôi chết được một năm. Các bạn xác định cho tôi di chúc như vậy có hợp pháp không? Dạ, được rồi. cái thời hạn mở di chúc là 10 năm hay bao nhiêu? Sau khi con trai tôi chỉ được khai nhận thừa kế sau khi tôi chết được một năm. Các bạn xác định cho tôi như vậy có vi phạm quy định của Bộ luật Dân sự về thời điểm có hiệu lực của di chúc không? Em thưa cô là mời bạn. Em thưa cô là có vi phạm ạ. Bởi vì thời điểm mở thừa kế là thời điểm mà người có tài sản chết đấy. Thì khi mà ông A chết thì thừa kế sẽ mở di chúc xác định hiệu lực đúng không ạ? Thời điểm vâng. Từ thời điểm ông ấy chết ạ. Vâng, cảm ơn bạn Linh. Mời bạn Duy Anh nào. À, em cô thì di chúc của ông ấy sẽ có hiệu lực từ thời điểm khi mà ông ấy mất. Thế thì theo bạn di chúc như vậy có hợp pháp không? Có ạ. Tức là bạn sẽ từ chối công chứng đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bạn Duy Anh. Mời bạn Tuấn Thành nào. Em thưa cô là theo em thì trong tình huống này thì em vẫn công chứng được, bởi vì
tại cái thời điểm đấy thì khi mà ông bố mất thì di chúc có hiệu lực, nhưng mà cái vấn đề là khi đấy thì người con vẫn ở đấy, hoặc là những người thân của ông bố đã mất vẫn ở đấy bình thường. Và sau 3 năm thì em nghĩ là sau 1 năm đấy thì vẫn có thể yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người chết được. Căn cứ pháp lý nào để bạn tiếp nhận? Bởi vì em hiểu là cái thời hiệu của người mà yêu cầu nghĩa vụ thực hiện thì nó có hạn là 3 năm. Còn... thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ. Vâng. Bạn nhắc đến vấn đề đó đúng không ạ? Dạ, đúng ạ. Dạ, em đang hiểu. Cảm ơn bạn. Mời bạn Nguyễn Mạnh Cường. Dạ, theo em thì vẫn chứng thực được cái di chúc này. Tại vì có thể hiểu được đây là di chúc có điều kiện. Di chúc có điều kiện, căn cứ pháp lý nào bạn? Em nghĩ là căn cứ theo điều 624 Bộ Luật Dân Sự 2015 ấy. 624. Vâng. Vâng, cảm ơn bạn Cường. Em cảm ơn cô. Tôi lưu ý các bạn nhé, tất cả các câu trả lời của các bạn khi tôi hỏi, hoặc là khi các bạn thi viết hoặc là thi vấn đáp, thì mọi câu trả lời có hoặc không đều phải có căn cứ pháp lý nhé. Vâng. Luôn luôn phải có căn cứ pháp lý đối với mọi câu trả lời có hoặc không. Mời các bạn khác cho ý kiến về trường hợp này nào. Bạn Duy Anh có bổ sung ý kiến gì không ạ? Tôi thấy bạn đang giơ tay. Em đâu có giơ, em chắc có cái em chưa tắt cái emo rồi. Vâng. Mời bạn Dương Văn Hào nào. Mời bạn Dương Văn Hào. Mời bạn Đào Thị Trang. Mời bạn Đào Thị Trang. Mời bạn Đỗ Ngọc Khánh. Mời bạn Đỗ Ngọc Khánh. Mời bạn Hà Thanh Hằng. Alo. Tôi nghe đây bạn. Vâng vâng. Theo em thì di chúc có cái tình huống của cô thì di chúc theo ý kiến của em thì di chúc sẽ có hiệu lực từ lúc người đó chết ạ. Thế bạn từ chối hay là bạn tiếp nhận? Em thì em sẽ từ chối. Căn cứ pháp lý để bạn từ chối là gì? Căn cứ đây ạ. Nào, căn cứ pháp lý để bạn từ chối là gì nào? Tại điều 643 Bộ Luật Dân Sự ạ. Bạn đọc quy định đó nào. Điều 643 Bộ Luật Dân Sự thì quyền khai nhận sản thừa kế có thể được tiến hành bất cứ lúc khi người để lại di sản qua đời. Nếu xem xét bản di chúc hợp pháp về mặt hình thức nội dung theo quy định của pháp luật, không thì hiệu lực của di chúc thì chấm dứt khi thuộc các trường hợp. Vâng, cảm ơn bạn Hằng. Tức là đa số các ý kiến của các bạn là chúng ta sẽ từ chối trong trường hợp này. Thế còn là đáp án nó là như thế nào thì cuối giờ tôi sẽ trao đổi với các bạn.
Tôi đưa ra một tình huống tiếp theo này. Ví dụ như là hợp đồng thế chấp chẳng hạn, công chứng viên tiếp nhận và yêu cầu công chứng hợp đồng thế chấp. Ngân hàng định giá ngôi nhà là 1 tỷ và số tiền cho vay là 10 tỷ. Ghi như vậy trong hợp đồng nhé. Giá trị định giá của ngôi nhà là 1 tỷ theo biên bản định giá lập giữa hai bên. Thế còn số tiền vay là 10 tỷ. Ghi như vậy trong hợp đồng thế chấp có hợp pháp không? Là không hợp pháp vì cái khoản vay nó vượt quá cái giá trị định giá, cái tài sản giá trị định vượt tài sản thế chấp. Thế là anh Thắng sẽ từ chối công chứng. Từ chối, dạ. Căn cứ pháp lý nào để anh từ chối? Tại vì cái anh có căn cứ pháp lý chưa? Em chưa có cái quyển bộ luật dân sự đây. Tức là anh biết là cái... vâng. Anh nghĩ em là thấy không, là cái không được. Vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Thắng. Mời bạn Thanh Ly nào. Tôi là trong trường hợp này thì em sẽ từ chối ạ. Căn cứ pháp lý của em là khoản 1 điều 296 bộ luật dân sự ạ. Là tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm thì giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm thì lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm ạ. Trong trường hợp này thì không thể tài sản được định giá là 1 tỷ mà lại cho vay là 10 tỷ được ạ. Nó bị lớn hơn rất là nhiều. Đây ý kiến của em ạ. Vâng, cảm ơn bạn Liên. Mời bạn Hoàng Trọng Thông ạ. Anh cô là theo em là không được ạ. Tại sao bạn từ chối? Nếu em thì căn cứ hợp lý thì em không nhớ rõ lắm, nhưng mà em nhớ là cái cho vay khoảng 80% giá trị tài sản nữa thì sẽ là một được tầm 800 triệu thôi. Chỉ 800 triệu là cùng đúng không ạ? Vâng, tức là không được quá 1 tỷ. Vâng, cảm ơn bạn không. Mời bạn Lê Hồng Khương. Dạ thưa cô, với trường hợp này thì em sẽ từ chối công chứng ạ, vì em cũng không nhớ điều khoản, cơ mà là em hiểu được thì là cái tài sản thế chấp và cái tài sản vay thì nó vượt quá nhau là rất lớn, mà trong khi đấy là ngân hàng chỉ cho vay từ 75-80% giá trị tài sản thôi ạ. Vâng, cảm ơn bạn Thương. Xin cảm ơn các ý kiến của các bạn. Tôi sẽ trao đổi về, tôi sẽ kết luận đối với các tình huống mà tôi đưa ra vào cuối giờ. Bây giờ tôi có một ví dụ khác để lớp chúng ta cùng thảo luận nhé. Bạn là lớp trưởng lớp mình đâu nhỉ? Bạn Lê Thị Hải đâu ạ? Vâng, thưa cô em đây ạ. Tôi ví dụ nhá, bạn Hải có 1.000 mét vuông đất là tài sản riêng ở số 9 đường Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Bạn Hải muốn tặng cho dòng họ Lê tại phường Mai Dịch để xây nhà truyền thống. Theo các bạn thì công chứng viên có thể tiếp nhận yêu cầu này được không? Ủa? Hay là từ chối? Tôi nhắc lại này. Bạn Hải có 1.000 mét vuông đất là tài sản riêng, đất ở hợp pháp là tài sản riêng. Tại số 9 đường Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bạn Hải muốn tặng cho dòng họ Lê tại phường Mai Dịch để xây nhà truyền thống. Các bạn xác định cho tôi là cái yêu cầu công chứng này có hợp pháp không? Nếu là công chứng viên thì các bạn có tiếp nhận yêu cầu công chứng này không? Cái trường hợp này em thấy là
tiếp nhận được. Bạn Tuấn Thành nào, thấy bạn vừa giơ tay. Thưa cô, em nghĩ là trường hợp này vẫn công chứng được, bởi vì khi đấy thì bạn Hải sẽ làm hợp đồng tặng cho đối với Lê. Với dòng họ Lê. Với nhà thờ dòng họ Lê. Dòng họ Lê ví dụ như là cho do bạn là bạn do chính bạn làm trưởng họ cũng được. Trưởng họ thay mặt cho dòng họ ký được không? Khi đấy thì mình làm việc bên đấy thì sẽ có một người đứng ra nhận, nếu mà có nhiều người thì sẽ có một người đứng ra nhận ủy quyền của tất cả các người khác đấy, và thì khi người đấy sẽ đứng ra làm đại diện nhận thì được ạ. Nếu như có biên bản họp họ cử ông trưởng họ để ký thì có hợp pháp không? Có hợp pháp ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Thế là ý kiến của bạn Lê Thị Hải là như thế nào nhỉ? Nếu bạn là công chứng viên, bạn có công chứng hợp đồng này không? Em vẫn có. Em vẫn căn cứ nào để bạn tiếp nhận? Em vẫn công chứng được ạ, bởi vì là thứ nhất là xác định đây là tài sản riêng của em ạ. Thứ hai ấy là nếu có biên bản nào họp họ để cử ra một người đại diện cho họ để được nhận cái tài sản đó thì em vẫn công chứng ạ. Vâng. Mời các ý kiến khác nào. Mời các bạn khác cho ý kiến nào. Mời các bạn khác cho ý kiến. Mời anh Phạm Ngọc Lợi nào. Dạ em cũng đồng ý với quan điểm của chị Hải ạ. Tức là anh có tiếp nhận yêu cầu công chứng. Vâng. Mời bạn Vũ Thị Quyên. Thưa cô là em cũng sẽ tiếp nhận hợp đồng công chứng này ạ. Tại vì đây là tài sản riêng của chị Hải. Và chị Hải có nguyện vọng muốn tặng cho dòng họ Lê của mình. Mà dòng họ Lê của mình trong quá trình nhận cái tài sản từ chị Hải tặng cho thì sẽ lập một cuộc họp. Và trong họ đã lập một cái biên bản đồng ý cho bác trưởng họ làm đại diện. Thì sẽ ủy quyền cho bác trưởng họ làm đại diện để nhận cái tài sản của chị Hải. Thì công chứng viên như em thì em vẫn có thể tiếp nhận ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Mời bạn Đặng Thị Mơ. Thưa cô, theo em thì cái hợp đồng này thì em sẽ không làm lời chứng cho hợp đồng tặng cho, mà em sẽ phải là làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất. Bởi vì là khi mà mình hợp đồng tặng cho thì cái mối quan hệ tặng cho nó chỉ bao gồm bố mẹ, anh em ruột và không bao gồm họ hàng, thì đâm ra là cái hợp đồng này thì không thể tặng cho được mà sẽ phải là chuyển nhượng ạ. Theo ý kiến của em là như thế á. Vâng. Vâng, là chuyển nhượng đấy, là bán đấy, chứ không thể tặng cho được ạ. Vâng, cảm ơn các ý kiến của các bạn. Tôi đưa ra một nào, mời bạn Yến nào. Mời bạn Yến. Em thưa cô ạ. Em thưa cô là trong này thì em xin phép là từ chối yêu cầu công chứng ạ. Vì lý do là đã xác định là dòng họ Lê thì lại đây giới hạn bởi địa hạt, tức là trên địa bàn phường Mai Dịch. Mà đã là dòng họ thì theo em hiểu sẽ không xác định được địa hạt ạ. Ví dụ như trong biên bản họp họ ghi rõ là dòng họ Lê tại phường Mai Dịch có 100 người và cử bà Lê Thị Yến là trưởng họ để ký, được không? Liệt kê đủ hết 100 người trong dòng họ Lê tại phường Mai Dịch do bà Lê Thị Yến là trưởng họ. Thì bạn có chấp nhận không? Đó, em thì chấp nhận. Trong trường hợp đấy thì bởi vì nếu như trong trường hợp mà làm tặng cho ấy, thì tại thời điểm công chứng tặng cho đấy thì có thể là những người đấy người ta có hộ khẩu tại trên địa bàn phường Mai Dịch đấy, nhưng mà ví dụ như là sau khoảng độ 5 năm thì người ta chuyển hộ khẩu đi, không có hộ khẩu tại phường Mai Dịch nữa, thì lúc đấy cái quyền của người ta có bị hạn chế trong cái việc xác định tại thời điểm công chứng đấy. Nếu như mà tại thời điểm công chứng mà dòng họ Lê được xác định là trên địa bàn phường Mai Dịch thì em đồng ý công chứng ạ. Em chấp nhận yêu cầu công chứng của ạ.
Vâng, cảm ơn bạn. Bởi vì thực tế là có thể ngày hôm nay chúng ta mua nhà ở Hà Nội, nhưng ngày mai chúng ta chuyển hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh là chuyện bình thường, đúng không ạ? Nó không không bị ràng buộc cái việc là chúng ta mua bán nhà đất. Mời bạn Hà Thanh Hằng. Em thưa cô, theo em thì nếu em là công chứng viên thì em vẫn công chứng hợp đồng. Và sẽ dòng họ Lê thì sẽ một người đứng ra nhận ủy quyền của tất cả những người còn lại để nhận nhận tặng cho cái mảnh đất đấy ạ. Còn lúc ấy có một chị bảo là không có quan hệ họ hàng, không tặng cho được, thì theo em thì nếu mà không có quan hệ họ hàng thì vẫn có thể làm hợp đồng tặng cho được ạ. Cụ thể là về sau khi mà đi sang tên sổ đỏ thì bị tính 10% thuế. Nếu mà không có quan hệ đồ thì không có quan hệ mà theo luật là được được nhận cho miễn được miễn thuế. Nghĩa là phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thực hiện nghĩa vụ tài chính. Vâng, cảm ơn các bạn. Tôi có một ví dụ nữa để chúng ta thảo luận này. Năm 2015, kết hôn với B. Các bạn ghi nhá. Năm 2015, A kết hôn với B. Năm 2016, A và B ly hôn. Năm 2016, A và B ly hôn. Năm 2017, A mua nhà tại Hà Nội và đã sang tên cho A. 2017, A mua nhà tại Hà Nội và sang tên cho A. Năm 2020, A kết hôn với B. Lại kết hôn lại à cô? Tình huống tôi đưa ra là như vậy. Năm 2020, A kết hôn với B. Năm 2021, A và B yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán cái nhà tại Hà Nội đó. Năm 2021, A và B yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán cái ngôi nhà mà A đã sang tên. Và trong thành phần hồ sơ... Trong thành phần hồ sơ công chứng... có một bản trích lục kết hôn ghi A và B kết hôn năm 2015. Tôi nhắc lại tình huống này. Năm 2015, A kết hôn với B. Năm 2016, A và B ly hôn. Năm 2017, A mua nhà và sang tên cho A. Năm 2020, A kết hôn với B. Năm 2021, A và B yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán nhà. Và trong thành phần hồ sơ xuất trình cho công chứng viên có bản trích lục kết hôn ghi A và B kết hôn năm 2015. Các bạn nghiên cứu và đưa ra lời nhận xét xem có tiếp nhận công chứng được không hay là từ chối. Em thưa cô, em là Vũ Thị Quyên ạ. Trường hợp này là em sẽ từ chối. Vâng, trường hợp này là em sẽ từ chối cái hợp đồng công chứng để làm thủ tục bán nhà đấy ạ. Thứ nhất là em xác định đây là tài sản của bạn A, và lúc đấy năm 2017 là bạn A và bạn B đã ly hôn, và thời điểm đó là nó là tài sản riêng của bạn A. Và đến năm 2020 thì bạn A mới kết hôn với bạn B. Thì đương nhiên bạn B không có quyền ở cái tài sản đấy, vì tài sản đó là của bạn A đã mua trước khi kết hôn với bạn B. Vì năm 2016 là bạn A và bạn B đã ra tòa ly hôn và đã có cái quyết định ly hôn của tòa gì ạ? Thế bạn cho rằng đây là tài sản riêng của A? Đây là tài sản riêng của bạn A. Trừ khi trong năm 2020 bạn A và bạn B lấy nhau, nhưng bạn A làm một cái thủ tục là đồng sử dụng, nghĩa là cho bạn B vào đồng sử dụng cái tài sản đấy và đã có giấy chứng nhận ấy, thì nó hợp thức hóa tài sản chung ấy, thì mới được, thì năm 2021 thì cái bạn A và bạn B này muốn bán tài sản thì đó là tài sản chung của A và B để thực hiện công chứng được ạ. Chứ còn nếu mà không hợp thức hóa cái tài sản chung vào với nhau ấy thì đó vẫn là tài sản riêng của bên A, nên em từ chối ạ. Tình huống mà tôi đưa ra là hoàn toàn giữa A và B không có bất kỳ một cái văn bản nào khác nhé. Vâng. Không có nhập riêng tài chung, cũng như không có một cái thỏa thuận nào khác. Thế em từ chối ạ. Đây là tài sản riêng của bạn A. Vâng.
Mời bạn Lê Thị Hải. Em thưa cô, trong trường hợp này thì em vẫn công chứng ạ. Bởi vì thứ nhất ý là cả hai đối tượng đến yêu cầu để xác nhận công chứng là đã là cung cấp cái giấy đăng ký kết hôn của năm 2015 ạ. Cái thời gian mà A và B ly hôn ý, thì bản thân mình họ không xuất trình bất cứ một giấy tờ gì để chứng minh cái việc là đấy là tài sản riêng và họ đã ly hôn ạ. Bây giờ cả hai cùng đến để yêu cầu xác nhận công chứng, tức là A đã đồng ý cho B chung cái tài sản đó rồi ạ. Vâng. Nên là trường hợp này thì em vẫn công chứng bình thường ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Mời bạn Lưu Văn Hải. Em theo cô, trong trường hợp này mình yêu cầu hai vợ chồng làm cái thủ tục nhập tài sản riêng, tại vì cái tài sản này của anh A mua trong cái thời kỳ mà hai bên chưa kết hôn lại. Thế thì trong trường hợp mà hai vợ chồng có làm cái văn bản nhập thủ tục nhập tài sản riêng của chồng vào thành tài sản chung. Nhập riêng thành chung ạ. Từ tài sản riêng của ông chồng thành của vợ chồng thì mình công chứng được ạ. Vâng, cảm ơn bạn Hải. Mời bạn Phạm Thu Hà ạ. Mời bạn Phạm Thu Hà. Em thưa cô, là theo em thì trường hợp này thì em sẽ không đồng ý cho A và B yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán, bởi vì là xuất phát từ cái nguồn gốc tài sản của A là tài sản này là tài sản riêng, bởi vì là 2016 A và B đã ly hôn, 2017 A mua nhà tại Hà Nội và đứng tên của A, thì đây là tài sản riêng của A và B không có quyền và nghĩa vụ gì trên cái tài sản đấy, nên là A và B sẽ không thể nào mà cùng yêu cầu công chứng được. Nếu mà có thì sẽ chỉ là một mình A và ký cái văn bản công chứng đấy thôi ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Mời bạn Nguyễn Tuấn Thành ạ. Cô, là theo em thì trường hợp này vẫn công chứng được, bởi vì năm 2015 A và B kết hôn, theo như cô nói thì ngoài những cái giấy tờ đấy ra thì A và B không cung cấp một giấy tờ nào khác nữa. Có thể trong thời gian năm 2016 hai bên ly hôn với nhau nhưng chưa được tòa án tuyên, và A mua cho B trong cái thời gian năm 2017 thì theo em nghĩ là vẫn trong cái thời gian hai bên đang có giấy tờ kết hôn, thì cái việc mà A và B có đến yêu cầu công chứng lại và mang cái giấy tờ kết hôn năm 2015 thì là em hoàn toàn đồng ý việc đấy. Vâng, cảm ơn bạn Thầy. Tôi thấy lớp mình rất nhiều những cánh tay giơ lên, và xin cảm ơn các bạn đã thảo luận rất là sôi nổi. Tôi mời bạn Hoàng Thị Tú Hà nào. Em thưa cô và các anh chị trong lớp ạ. Theo em được biết thì từ năm 2015 ấy ạ, thì trước 2015 thì trên giấy chứng nhận thì sẽ mà chỉ được đứng tên một người, tức là hai vợ chồng có thể thỏa thuận là đứng tên một người được. Nhưng mà tuy nhiên là kể từ sau năm 2015 ấy ạ, thì là bắt buộc phải đứng tên hai vợ chồng. Cho nên là năm 2017 thì A nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cho nên là trong trường hợp này thì nếu mà trong sổ đó ấy ạ, ghi tên một mình A thôi, thì em không đồng ý. Còn trong trường hợp ví dụ mà 2017 này mà ghi rõ rằng là chỉ ghi tên A thì đây sẽ là được coi là tài sản riêng của mình A, thì khi mà em nhìn cái sổ như thế thì em sẽ nghi ngờ rằng đây là tài sản riêng của A. Còn ví dụ mà khách đã mang đến cho mình một cái trích lục kết hôn từ năm 2015 ấy, thì em hoàn toàn là có thể nghi ngờ cái trích lục kết hôn ấy là đã từ trước rồi đấy. Cho nên là em có thể là yêu cầu họ là xin thêm một cái trích lục kết hôn mới. Thì nếu mà trong trường hợp cái trích lục kết hôn ý có thời điểm là sẽ ra được cái thông tin là 2020 thì A với B mới kết hôn với nhau, thì em sẽ xác định được đây là tài sản riêng của A rồi ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Nên là có cái giấy gọi là xác nhận tình trạng hôn nhân của cái hai A và B. Mời bạn Nguyễn Đức Toàn.
mời bạn Nguyễn Đức Toàn. Không thấy bạn Toàn nói thì tôi đưa ra một tình tiết nữa nhé. Các bạn có nhận xét gì về thời điểm năm 2020 A kết hôn với B? Tôi đang gợi ý cho các bạn. Mời bạn Thông nào. Dạ cô ơi, là cái của em không tắt được cô ạ. Có thể làm tay được ấy. Còn cái tình huống thì theo em thấy là mình có thể vẫn có thể chuyển nhượng được bằng hai phương thức, một là tài sản riêng, hai là gộp lại như anh trước qua anh nói là mình có văn bản thỏa thuận ấy cô. Để hai vợ chồng vâng thì mình có hai phương thức đấy. Còn về cái 2020 cô nói thì em đang xin ý cô ạ. Các bạn có nhận xét gì về năm 2020 A kết hôn với B không? A kết hôn với B 2020 ạ. À, về kết hôn này, trường hợp là... Nếu trong lớp mình mà bạn nào làm xã phường ấy, thì các bạn sẽ phát hiện ra sớm. Sẽ phát hiện ra... Em xin có ý kiến là chắc một cái mic trong đây nó không bắt được... Có cái mục đích gì nào? Hello? Mọi người bật mic lên phát biểu xong mọi người tắt đi để cho người khác phát biểu ấy, không mà nó sẽ bị lag. Cô nghe thấy không ạ? Tôi có nghe được. Bạn Toàn nói thưa đi. Cô là như này, trong trường hợp này thì mình phải xác định ngay cái chủ thể mà tham gia cái giao dịch chuyển nhượng đất này, thì ơn chủ tài sản là anh Nguyễn Văn A, anh A thì nếu mà có người vợ tham gia thì chắc chắn là cái giao dịch này chúng ta không thực hiện được, chúng ta sẽ từ chối công chứng. Đấy, trong trường hợp ấy mà anh A ấy mà chúng ta yêu cầu anh ấy xuất trình một cái văn bản từ chối tài sản chung của hai vợ chồng ấy, thì mình có thể là thực hiện công chứng chỉ cụ thể là chỉ có anh A ký thôi. Thế bạn Toàn có nhận xét gì về năm 2020 A kết hôn với B không? Theo tôi nghĩ thì đây là một cái hình thức, là một cái tình huống mà có thể là hai cái chủ thể này mang cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên thì là cũng có một hành vi là gian dối trong vấn đề là khi đi thực hiện cái giao dịch này. Chắc là anh nghi ngờ đúng không? Đúng rồi, đây là cái nghi ngờ, vì là mình mà yêu cầu họ xuất trình một cái văn bản từ chối tài sản mà họ không có thì mình sẽ đặt ra một cái câu hỏi là tại sao lại như thế, thì cho nên là chúng ta phải yêu cầu cung cấp thêm một số văn bản nữa thì chúng ta mới thực hiện công chứng được. Anh Toàn hiện nay có làm tổ chức hành nghề công chứng nào không? Dạ em không ạ. Vâng, cảm ơn anh Toàn. Mời các bạn khác ý kiến về cái tình huống này ạ. Vâng, về các thời điểm kết hôn 2020 thì là trước khi kết hôn thì khi lên phương án kết hôn thì phải vợ và chồng phải xin ra cái xác nhận tình hôn nhân, xác nhận tình trạng độc thân, có nghĩa là cái thời điểm đã là rồi sau đấy hôn với B thì được về ăn chứng độc thì A là thân, nhưng mà cái mình phải yêu cầu A cái ly hôn của tòa án xác định cái thời điểm ly hôn của A lúc nào tại cái điểm mà 2020 về trước, thì nếu mà nó ra trước 2017 thì nghĩa là tài sản riêng của A thì chia ra công chứng mình A đủ quyền nhu cầu chứng đồng mua bán thì B theo không ảnh hưởng thì nghĩa là chứng được cung cấp giấy tờ. Vâng, cảm ơn bạn Minh Khánh. Mời bạn Trần Thị Thu Hương nào. Em thưa cô là tình huống ý, mà em xin trả lời cái tình huống năm 2016 A và B ly hôn ấy ạ. Thì theo em là việc ly hôn này đã được thực hiện, bởi vì là nếu mà chưa được thực hiện thì năm 2020 hai bạn này sẽ không kết hôn được với nhau, bởi vì là muốn kết hôn với nhau thì phải có giấy chứng nhận là độc thân ấy ạ, thì mới có thể kết hôn được với nhau. Thì cái
trường mà bạn ấy cung cấp về cái công cái bản công chứng đã kết hôn từ năm 2015 đấy là không hợp lý. Cái việc không, mà nếu như mà trong cái bản mà bạn ấy cung cấp, nếu như mình không phát hiện ra là nó có sự gian dối ấy, thì muốn công chứng thì cũng phải có một cái bản gọi là bản sát nhập tài sản riêng của A cùng tài sản chung của cả A và B thì người ta sẽ công chứng được. Cảm ơn bạn Hương. Mời bạn Lưu Văn Hải. Em vừa phát biểu gọi chắc là cái lỗi nó không tắt được cái giơ cánh tay. Em vừa phát biểu là nhập tài sản riêng vào tài sản chung đấy cô. Vâng, tại vì tưởng là bạn bổ sung gì thêm. Không ạ. Lớp mình có bạn nào làm tư pháp xã phường không nhỉ? Hiện nay đang làm tư pháp xã phường hoặc là đã từng làm ở đó? Trong lớp mình có bạn nào làm không? Các bạn bạn lên tiếng giúp tôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn về các cái ý kiến phát biểu mà các bạn đưa ra. Thì tôi sẽ kết luận các cái tình huống mà tôi đưa ra vào cuối buổi học hôm nay. Bây giờ lớp chúng ta sẽ nghỉ giải lao đến 8 giờ 15 phút các bạn nhé. Trung thực. Thứ ba là tuân thủ chứng. Trách nhiệm công chứng thì đó là nghề công chứng. Chúng ta sẽ có bài riêng, các bạn sẽ được học rất là gần đây thôi, bởi vì cũng nằm trong cái phần chung. Nghĩa vụ thứ hai là tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng. Thứ ba là giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng. Nếu từ chối thì phải có lý do. Vấn đề này thì cũng được quy định rất là rõ ở trong luật công chứng rồi. Thứ tư là giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ khi được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. Nghĩa vụ tiếp theo là tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm. Thì đây là nghĩa vụ của công chứng viên khi mà hành nghề, trừ những trường hợp được miễn hoặc là những trường hợp được coi là hoàn thành khóa đào tạo được quy định trong thông tư 01 của Bộ Tư pháp. Tiếp theo là chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của văn phòng công chứng mà mình là công chứng viên hợp danh. Các bạn nhìn đây, tôi đang đăng trên màn hình. Một trong những nghĩa vụ của công chứng viên là chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng. Thì theo các bạn ở đây là chịu trách nhiệm về những cái nội dung gì nào? Một trong những nghĩa vụ của công chứng viên là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng. Thì theo các bạn, chịu trách nhiệm về những nội dung gì? Mời các bạn cho ý kiến ạ. Mời bạn Bùi Thị Ánh Tâm. Mời bạn Bùi Thị Ánh Tâm. Dạ, thưa cô ạ. Thưa nghe đây bạn, nghe đây bạn, nghe đây bạn. Để đối tượng và như là tài sản ạ. Tức là về các hợp đồng giao dịch mà mình đã ký.
dạ. Về đối tượng của hợp đồng giao dịch. Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn bạn Tâm. Dạ vâng ạ. Mời bạn Dương Thúy Quỳnh. Alo ạ. Tôi nghe đây bạn. Alo. Tôi nghe đây bạn Quỳnh, bạn nói đi. Vâng. Theo em là công chứng viên sẽ phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chủ thể xác định đúng chủ thể của hợp đồng, đối tượng của hợp đồng và cái thỏa thuận của khách hàng nó đúng với quy định của pháp luật ạ. Vâng, cảm ơn bạn Quỳnh. Vâng. Nói đến việc công chứng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng thì ở đây chúng ta cần phải nắm được là phải chịu trách nhiệm về thời gian, địa điểm công chứng này, rồi hình thức, nội dung của văn bản công chứng, chủ thể của hợp đồng giao dịch, xác định chủ thể đã đúng chưa, đủ chưa, rồi năng lực hành vi dân sự của họ như thế nào, rồi năng lực pháp luật dân sự như thế nào, thì những cái này chúng ta đều phải nắm được. Rồi chịu trách nhiệm về cái việc xác thực đối tượng hợp đồng giao dịch như là ý chí tự nguyện của người tham gia giao dịch, thì tất cả những cái đó là công chứng viên đều phải là người xác thực đầy đủ các cái thông tin đó. Nói là công chứng viên phải xác thực chịu trách nhiệm như tại quy định tại khoản 2 đấy, là chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của các hợp đồng giao dịch. Luật thì quy định như vậy nhưng mà thực tế là trong hoạt động nghề nghiệp có những vấn đề mà nói là quy định là cái sự xác thực của công chứng viên thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không thể đảm bảo 100% chính xác được. Tôi ví dụ trường hợp như là ông A trước khi chết, để xác định được ông A chính xác có mấy người con thì không cơ quan nào họ xác nhận ông A trước khi chết có mấy người con. Thực tế là như vậy. Chẳng ủy ban nhân dân nào mà họ xác nhận trước khi chết ông A có mấy người con. Bởi vì thực tế là họ không thể hợp luật bộ luật dân sự quy định rằng là trong trường hợp một người để lại nhiều bản di chúc thì bản sau cùng sẽ là bản có hiệu lực. Thế làm sao để xác định được đó là bản di chúc cuối cùng? Mà đối với di chúc thì di chúc được lập dưới nhiều hình thức khác nhau, như là di chúc miệng, di chúc bằng văn bản, hoặc là có nhiều loại như là di chúc có công chứng chứng thực, hoặc là di chúc không có công chứng chứng thực. Thậm chí là di chúc được lập tại tổ chức nghề công chứng này, lập tại ủy ban nhân dân cấp xã phường, lập tại cơ quan đại diện ngoại giao, hoặc là lập tại lập trong bệnh viện, rồi trên máy bay, rồi ngoài hải đảo vân vân. Tức là rất nhiều địa điểm mà có thể lập được di chúc. Và những di chúc này thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực theo quy định của bộ luật dân sự thì đều được coi là di chúc hợp pháp. Thế như vậy thì xác định đâu là di chúc cuối cùng sẽ rất là khó. Thực tế là trong khi mà tiếp nhận các yêu cầu công chứng, tiếp nhận các yêu cầu công chứng khai nhận thừa kế khi người có di sản để lại di chúc, thì cái việc xác định đâu là di chúc cuối cùng thì công chứng viên cũng chỉ là công chứng các văn bản thừa kế trên cơ sở sự cam kết của những người thừa kế mà thôi. Chứ còn gọi là xác thực đâu là di chúc cuối cùng, đấy là một câu chuyện rất là khó. Với tư cách là người đang hành nghề thì có những cái khó khăn như vậy đó các bạn. Hoặc là trường hợp như là rõ ràng là luật công chứng quy định là công chứng viên có thẩm quyền xác minh nếu thấy nghi ngờ. Thế nhưng mà văn bản mà quy định rõ về trình tự thủ tục xác minh, công cụ xác minh là gì, văn bản cần lập khi xác minh là gì, thì hoàn toàn là không có hướng dẫn cụ thể. Thế như vậy là công chứng viên chỉ mỗi người là có một cái cách xác minh khác nhau, ví dụ lập thành biên bản xác minh này, hay là cái văn bản khác ghi nhận cái sự kiện mà mình đi xác minh, tức là hoàn toàn là không có một cái văn bản chính thống để mà quy định về trình tự thủ tục xác minh. Hoặc là thực tế là bộ luật dân sự quy định là di chúc của người bị hạn chế về thể chất thì do người làm chứng lập. Thế thì như thế nào được coi là người bị hạn chế về thể chất thì cũng không có văn bản nào quy định cả.
hoặc là trường hợp người thừa kế không phụ thuộc với di chúc cũng vậy, bao gồm là cha mẹ vợ chồng con chưa thành niên và con đã thành niên không có khả năng lao động. Thế thì xác định là như thế nào được coi là không có khả năng lao động thì hoàn toàn là không có văn bản nào quy định. Tôi ví dụ như là chỉ cần một văn bản của Bộ Y tế quy định là cái tỷ lệ thương tật là bao nhiêu đấy thì được coi là không có khả năng lao động, thì hoàn toàn không có. Và bây giờ bảo là cơ quan chính quyền địa phương họ xác nhận là ông A là không có khả năng lao động, họ sẽ không xác nhận cho. Đấy. Hoặc là có những trường hợp liên quan đến hồ sơ thừa kế cũng vậy. Ủy ban nhân dân cấp xã phường sẽ không cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết. Và như vậy thì công chứng viên lại phải đi xác minh. Thì lại quay trở lại cái câu chuyện, tức là văn bản quy định về trình tự thủ tục xác minh, rồi công cụ xác minh là gì, rồi văn bản cần lập khi xác minh là gì thì lại hoàn toàn không có. Tức là đấy là một cái vướng mắc mà trong hoạt động nghề nghiệp của công chứng viên sẽ gặp phải khi mà thực hiện các cái yêu cầu công chứng của người yêu cầu công chứng đề ra. Tức là cũng có những cái rất là khó khăn các bạn. Nhưng mà công chứng viên vẫn phải chịu trách nhiệm về văn bản công chứng. Hoặc là trong khoản 2 điều 1 của luật công chứng cũng vậy. Công chứng viên chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch. Nhưng công chứng viên có phải là một cuốn từ điển đâu, có phải ai cũng thông thạo ngoại ngữ đâu. Nhưng đối với bất kỳ bản dịch của một thứ tiếng nào đó thì công chứng viên đều trách nhiệm về nội dung. Công chứng viên lại không thông thạo ngoại ngữ. Thế như vậy rõ ràng là trách nhiệm thì rất là lớn, nhưng cái điều kiện để mà thực hiện cái trách nhiệm đó thì công chứng viên lại không thỏa mãn được. Như điều kiện để biết thông thạo về cái ngôn ngữ mà cái văn bản dịch mà mình ký là không có. Có những cái quy định mà luật đặt ra nhưng nó không khả thi, thực sự là như vậy. Nó rất là khó khăn trong cái hoạt động nghề nghiệp của công chứng viên. Nghĩa vụ tiếp theo là tham gia tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên. Thì trong lịch học của chúng ta sẽ có một bài lý thuyết về tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên. Thì đến bài đó thì các bạn sẽ được thầy cô trao đổi những các cái thông tin liên quan đến tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên. Và trong bài hôm qua thì chắc là các bạn cũng được nghe thầy cô nói về tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên trên thế giới rồi. Đúng không ạ? Các bạn đọc cái bài hôm qua các thầy cô hướng dẫn, bài đó cũng là một bài rất là hay để chúng ta có thể biết được là các tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên cũng như là tiêu chuẩn về trình độ và tiêu chuẩn về độ tuổi ở nhiều nước trên thế giới là khác nhau, hoặc là tiêu chuẩn về đào tạo chẳng hạn cũng rất là khác nhau. Ví dụ như ở Pháp chẳng hạn, quy định một thời hạn đào tạo nhất định, mà trong cái khoảng thời hạn đó mà bạn không vượt qua mấy lần thi đó thì sẽ không bao giờ bạn được theo học cái nghề này nữa. Còn những nước đặt ra những tiêu chuẩn rất là khắt khe. Hoặc là thậm chí là phải làm công chứng viên tập sự mãi sau mới được làm công chứng viên chính thức. Hoặc có những nước là yêu cầu là để được bổ nhiệm để được làm công chứng viên thì phải thi làm công chứng viên chứ không phải là bổ nhiệm như ở Việt Nam. Như vậy là cái địa vị pháp lý của công chứng viên là theo pháp luật của từng nước là khác nhau, cũng rất là khác nhau. Nhưng mà so với một số nước trên thế giới thì tôi thấy rằng là ở Việt Nam là điều kiện bổ nhiệm công chứng viên không khắt khe như một số nước. Nhiệm vụ tiếp theo là chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tổ chức hay nghề công chứng mà mình làm công chứng viên và tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên mà mình là thành viên. Ví dụ như là chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ví dụ như phòng công chứng chẳng hạn thì là một phòng thuộc Sở Tư pháp. Đấy. Rồi tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên tại mỗi địa phương, rồi trong toàn quốc nữa. Thì công chứng viên khi mà hành nghề thì cũng phải tham gia và sẽ được và phải tham gia cái việc tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm. Đấy là nghĩa vụ. Thì trên đây là một số các cái nghĩa vụ của công chứng viên mà tôi xin trao đổi cùng cả lớp. Ngoài ra có rất nhiều các cái nghĩa vụ của công chứng viên. Thì tôi xin chỉ dẫn văn bản các bạn đọc thêm trong thông tư 11 năm 2012 nhé. Thông tư 11 năm 2012.
có quy định rất rõ về quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Thì trong này có ghi rõ rất nhiều các cái nghĩa vụ của công chứng viên, rồi mối quan hệ của công chứng viên đối với một số các cái đối tượng khác, rồi những việc công chứng viên không được làm đối với người yêu cầu công chứng hoặc là đối với nhân viên tập sự. Thì tôi chỉ dẫn văn bản, các bạn đọc cho tôi thông tư 11 năm 2012 của Bộ Tư pháp. Thông tin này quy định rất là rõ một số các cái nghĩa vụ của công chứng viên trong các cái mối quan hệ, ví dụ như là với đồng nghiệp, với tổ chức hành nghề công chứng và với người yêu cầu công chứng. Thì các bạn nghiên cứu chi tiết ở trong thông tư đó. Bây giờ thì tôi xin trao đổi với các bạn một số các cái ví dụ như lúc nãy tôi đã đưa ra để nói với mình. Một trong những nghĩa vụ quan trọng của công chứng viên như tôi vừa chỉ dẫn trong thông tư 11 đó là trong mối quan hệ đối với người yêu cầu công chứng. Thì đối với người yêu cầu công chứng ấy, thì các bạn cũng sẽ có riêng một cái bài về quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu công chứng. Thì trong cái bài này thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái thông tin liên quan đến cái đối tượng này mà khi trong hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta sẽ gặp. Thì ở phần bài đó thì các bạn sẽ được thầy cô trao đổi sau. Bây giờ tôi sẽ trao đổi với cả lớp về cái ví dụ mà tôi đưa ra. Ở tình huống thứ nhất, đó là lập di chúc cho chi nhánh ngân hàng X. Đối với trường hợp này, các bạn nghe rõ tôi nói không ạ? Có, tôi nói. Trường hợp này, người thừa kế sẽ là ai khi di chúc phát sinh hiệu lực? Nào, xin mời các lớp cho ý kiến. Nếu như lập di chúc để lại ngôi nhà cho chi nhánh ngân hàng X, một số ý kiến cho rằng là đây là di chúc hợp pháp. Vậy thì khi di chúc phát sinh hiệu lực, chủ thể của văn bản khai nhận thừa kế ở đây sẽ là ai? Bởi vì công chứng viên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về cái tính xác thực của văn bản mà mình đã ký. Mà một trong những nội dung cần xác thực chính là chủ thể của văn bản. Mời các bạn nào. Mời bạn Đỗ Hồng Nhung. Dạ, em thưa cô là về chủ thể của văn bản công chứng này thì nếu như theo di chúc để lại là cho ngân hàng ấy, thì cái người thừa kế chủ thể chi nhánh ngân hàng đấy nhỉ? Dạ, cho chi nhánh ngân hàng ạ. Thì cái chủ thể này em chưa xác định được ạ, bởi vì ngân hàng này là chưa xác định được cái chủ thể để đại diện ạ. Tức là bạn không có câu trả lời. Vâng ạ. Dạ, cảm ơn bạn Nhung. Mời bạn Hoàng Diệu My. Theo em thì là người đại diện của chi nhánh chứ là người khai nhận thừa kế ạ. Tức là giám đốc chi nhánh. À vâng, đúng rồi ạ. Chủ thể của văn bản. Vâng, cảm ơn bạn. Mời bạn Khúc Như Giang. Em chưa có câu trả lời ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Mời bạn Nguyễn Đăng Hữu. Em với cô này cũng chưa có câu trả lời ạ. Vâng, bạn Hữu giờ dậy lo, bạn nói to lắm ạ. Dạ, em có nói to đâu ạ. Bạn có, bạn nói to, nói với chị Hải đúng không ạ? Mời chị Hải, Nguyễn Quỳnh Mai. Mời bạn Nguyễn Quỳnh Mai nào. Dạ, em chưa có câu trả lời ạ.
Vâng, cảm ơn bạn. Mời bạn Nguyễn Thanh Ly. Em thưa cô là chủ thể trong cái này sẽ là chi nhánh ngân hàng, còn người đứng ra để ký kết cái văn bản này thì sẽ là đại diện của ngân hàng ạ? Giám đốc chi nhánh, đúng không ạ? Giám đốc hoặc là trưởng phòng giao dịch ạ? Trưởng phòng giao dịch. Cảm ơn các bạn. Mời bạn Hà Thanh Hằng. Bạn Hà Thanh Hằng có câu trả lời không? Tôi thấy bạn bật mic ạ. Mời anh Lưu Văn Hải. Em thưa cô, trong trường hợp này em thấy Bộ luật dân sự 2015 quy định là người thừa kế là cá nhân ở đây, không nói đến tổ chức ạ. Rằng này là di chúc không hợp pháp đúng không ạ? Đúng rồi ạ, tại vì không có quy định cái thừa kế đấy, không có quy định là tổ chức nhận thừa kế. Vâng, cảm ơn bạn Hải. Mời bạn Trần Thị Thu Hương. Em thưa cô. Alo ạ. Nói đi, tôi nghe. Theo em thì cũng cùng ý kiến với bạn vừa rồi ạ, là chủ thể phải là cá nhân không phải tổ chức, tức là không hợp pháp đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bạn Hương. Mời bạn Dương Thị Oanh. Vâng thưa cô, vì lúc nãy thì em có nêu quan điểm về vấn đề này một lần ý, thì em vẫn giữ quan điểm của em, đấy là nghĩa là cái hợp đồng này nó vẫn được hợp pháp, nhưng mà cái tài sản chia thì sẽ không phải là cái chi nhánh ngân hàng đấy được thừa hưởng tất cả, mà vẫn phải chia theo thừa kế cho con với vợ, là theo kiểu người thừa kế không 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 phụ thuộc vào nội dung của di chúc ạ. Ở đây tôi đang yêu cầu là bạn xác định chủ thể, xác thực về chủ thể của văn bản thừa kế trong trường hợp di chúc phát sinh hiệu lực. Thì theo em, thứ nhất, chủ thể thứ nhất sẽ là giám đốc của chi nhánh ngân hàng đấy, người được người đại diện pháp luật cho cái chi nhánh ngân hàng với vợ, và nếu mà là con thì trong trường hợp con mà chưa đủ 18 chưa thành niên, con chưa thành niên với, hoặc là đã thành niên nhưng mà mất khả năng dân sự, thì em nghĩ là chủ thể sẽ có những chủ thể đấy ạ. Tức là có giám đốc ngân hàng cùng với những người kia nữa. Vâng ạ, theo em, theo quan điểm của em là thế ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Tôi mời bạn Nguyễn Thị Việt. Cô, mời bạn Nguyễn. Cái quan điểm của bạn là cái trường hợp này là cũng không phát sinh hiệu lực, bởi vì là cái người nhận thừa kế thì là cá nhân thôi, chứ pháp nhân thì không được ạ. Vâng, vì cảm ơn em bạn. Không xác định được là chủ thể được hưởng di chúc này ạ. Vâng, cảm ơn bạn Việt. Mời bạn Nguyễn Thị Nụ. Mời bạn Nguyễn Thị Nụ. Mời bạn Nguyễn Văn Hoàn. Em thưa cô là trường hợp này là người thừa kế thì chưa xác định được chủ thể người thừa kế, bởi vì chi nhánh ngân hàng thì phải hoạt động theo ủy quyền của ngân hàng. Thì bây giờ trong cái di chúc này thì chưa xác định được người thừa kế. Vâng, cảm ơn bạn. Mời anh Nguyễn Mạnh Thắng nào. Mời anh Nguyễn Mạnh Thắng. À, dạ vâng. Về trường hợp này thì cái người thừa kế thì em cũng xác định những chủ thể hợp đồng thì đại diện của ngân hàng và những cái người thừa kế ngoài văn bản di chúc ạ. Vâng, cảm ơn anh Thắng. Tổ chức ạ. Tổ chức.
ở đây là chi nhánh tổ ngân chức hàng. Chi nhánh ngân hàng. Vâng. Trong bộ luật dân sự có quy định là người hưởng di sản thừa kế theo di chúc có thể là cá nhân hoặc không là cá nhân. Nhưng lúc này có hai ý kiến cho rằng là người hưởng theo di chúc chỉ là cá nhân, như vậy là không chính xác. Người hưởng thừa kế theo di chúc có thể là cá nhân hoặc không là cá nhân. Không là cá nhân ở đây có thể là cơ quan, tổ chức còn tồn tại tại thời điểm mở thừa kế. Như vậy, chủ thể đối với di chúc mà để lại cho chi nhánh ngân hàng X ở đây sẽ là người được chỉ định hưởng theo di chúc và người không phụ thuộc vào di chúc. Và đây là di chúc hoàn toàn hợp pháp. Còn cụ thể như thế nào thì đến bài di chúc các bạn sẽ được thầy cô trao đổi chi tiết hơn. Giả định thứ hai, tôi để lại ngôi nhà này cho con trai tôi được thừa kế. Con trai tôi chỉ được khai nhận thừa kế sau khi tôi chết được một năm. Một số ý kiến trong lớp mình cho rằng đây là di chúc không hợp pháp vì vi phạm quy định về thời điểm có hiệu lực của di chúc, cũng như là liên quan đến thời hiệu mà người thừa kế yêu cầu người được thừa kế thực hiện nghĩa vụ của người chết để lại. Thì câu trả lời ở đây sẽ là di chúc hoàn toàn hợp pháp và căn cứ pháp lý là điều 661 của Bộ Luật Dân Sự. Các bạn nghe được không ạ? Cô nghe rõ ạ. Nghe được cô. Tôi nói các bạn có ghi kịp không? Có cô ạ. Giả định thứ ba. Tôi không nhớ thứ tự đâu các bạn nhé. Là định giá nhà 1 tỷ cho vay 10 tỷ. Thì một số ý kiến trong lớp mình cho rằng là không hợp pháp vì ngân hàng chỉ cho vay ở mức độ 70-80% giá trị tài sản định giá. Và việc yêu cầu công chứng viên ghi nhận như vậy trong văn bản công chứng, cụ thể là trong hợp đồng thế chấp, là hoàn toàn hợp pháp. Và căn cứ pháp lý là khoản 4 điều 295 của Bộ Luật Dân Sự. Tức là giá trị tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng nghĩa vụ được bảo đảm. Các bạn là chúng ta cố gắng nghe và ghi lại các cái căn cứ pháp lý mà tôi chỉ dẫn. Bởi vì đây cũng có thể là một trong số những cái câu hỏi thi vấn đáp về chuyên đề giao dịch bảo đảm mà các bạn có thể đọc. Cô cho em hỏi chút ạ. Bạn nói đi. Ở cái ví dụ thứ hai thì cái căn cứ pháp lý của nó là điều 600 bao nhiêu cô nhỉ? Cô đọc lại cho em ạ. 600 bao nhiêu ạ? 661. Dạ, 661. Dạ vâng, em cảm ơn. Cô ơi, cho em hỏi cái ví dụ đầu tiên ấy là căn cứ là điều bao nhiêu cô nhỉ? Ví dụ đầu tiên về di chúc ạ. Vâng đúng rồi. Di chúc cho người chị. Trong Bộ Luật Dân Sự đấy, có quy định là người hưởng thừa kế theo di chúc có thể là cá nhân hoặc không là cá nhân. Ở cái phần di chúc trong Bộ Luật Dân Sự, tôi không nhớ rõ điều đó. Các bạn đọc trong... Dạ, thưa cô, nó là điều 613. Có cái đấy. Trong Bộ Luật Dân Sự có quy định rất là rõ rồi. Tức là không chỉ là cá nhân, có thể là không là cá nhân nữa. Dạ, cảm ơn cô ạ. Em xin lỗi cô, nếu mà 613 thì không có tổ chức đâu cô ạ, chỉ có cá nhân thôi ạ. Với cả cái hàng thừa kế là cũng chỉ có nói đến cá nhân, không có tổ chức cô ạ. Trong phần quy định chung về di chúc có những điều luật quy định. Di chúc phát sinh hiệu lực khi cơ quan tổ chức hưởng thừa kế theo di chúc còn tồn tại tại thời điểm mở thừa kế. Như vậy có nghĩa là cá nhân và không là cá nhân sẽ là chủ thể của văn bản khai nhận thừa kế không khi có di chúc. Bạn vừa nãy là nhầm với cả thừa kế theo pháp luật nhé. Thừa kế theo pháp luật mới là cá nhân, còn thừa kế theo di chúc thì có thể là cá nhân hoặc tổ chức và tồn tại. Cá nhân. Các bạn cá nhân là theo pháp luật bạn nhé. Cá nhân thì mới theo diện thừa kế và chia thành hàng thừa kế. Bạn ơi có người nói là cái căn cứ điều nếu mà 63 ở đây không có nói đến tổ chức bạn nhé.
Có mà. Điều 63 nhé, trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Đúng rồi, đúng rồi. Dòng cuối cùng của điều 613. Mọi người đọc ký điều 63. Tức là người hưởng thừa kế theo di chúc có thể là cá nhân hoặc không là cá nhân. Còn theo pháp luật thì phải là cá nhân rồi. Vâng, cô ơi cho em hỏi lại cái chỗ vậy thì cái chỗ chủ thể xác lập di chúc ở chỗ ví dụ đầu này anh A lập di chúc để lại ngôi nhà cho chi nhánh ngân hàng ấy thì là chủ thể là ai cô nhỉ? Cô là người được chỉ định hưởng theo di chúc và người không phụ thuộc vào di chúc. Thế còn cụ thể xác định như thế nào thì đến bài di chúc các bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết. Hôm nay tôi chỉ nói chung như vậy. Ví dụ thứ 3 đó là thế chấp nhà 1 tỷ và vay 10 tỷ thì trường hợp này chúng ta công chứng được. Và căn cứ pháp lý là khoản 4 điều 295 của Bộ Luật Dân Sự. Tức là giá trị tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng nghĩa vụ được bảo đảm. Và nhân đây thì tôi cũng nhắc các bạn luôn là kể cả các bạn thi viết hay là thi vấn đáp ấy, các bạn trả lời theo quy định của pháp luật nhé. Chứ không trả lời theo thực tế vận dụng. Thực tế vận dụng ví dụ như ngân hàng định giá 1 tỷ họ chỉ cho vay 800 thôi chẳng. Cái đó là việc của ngân hàng. Xét về mặt nhiệm vụ ngân hàng chúng ta không bàn đến nhé. Ở đây chỉ xét về quy định của pháp luật là nó có hợp pháp hay không thì các bạn trả lời theo quy định của pháp luật. Và không được trả lời là ở văn phòng em làm như thế này hay văn phòng em làm như thế kia. Những cái gì gọi là vận dụng để giải quyết yêu cầu cho người yêu cầu công chứng thì chúng ta không đưa vào bài thi. Đã trả lời bài thi thì viết hoặc là thi vấn đáp thì đều phải trả lời theo quy định. Nên tôi lưu ý là như vậy. Ví dụ tiếp theo nữa là cho dòng họ. Trường hợp cho dòng họ thì một số ý kiến cho lớp mình trong lớp mình đưa ra là đồng ý công chứng nếu mà xác định được bà trưởng họ cụ thể là ai hoặc là biên bản họp họ thì có ghi rõ số lượng thành viên họ. Nhưng trường hợp này chúng ta không công chứng được các bạn. Dòng họ không phải là chủ thể của giao dịch dân sự. Do vậy là trường hợp này chúng ta sẽ từ chối công chứng. Hôm nay thì tôi biết rằng là chúng ta cũng chỉ mới học đến bài thứ hai thôi. Nên là các cái ví dụ tôi đưa ra thì cũng là một số bạn thì cũng chưa thể nắm được. Tuy nhiên là tôi đưa ra đây để chúng ta trao đổi với nhau. Thế mà tôi xem cái khả năng nắm bắt của các bạn đối với cái việc chúng ta nghiên cứu Bộ Luật Dân Sự như thế nào. Và cũng là để có cái cơ hội chúng ta tương tác với nhau trong các cái tình huống. Thì trường hợp là cho dòng họ là chúng ta không công chứng được. Vì dòng họ không phải là chủ thể của giao dịch dân sự. Tình huống nữa, tình huống thứ 5. Đó là trường hợp năm 2020 A kết hôn với B. Tất cả 4 tình huống kia các bạn đã xong chưa ạ? Các bạn ghi được chưa ạ? Dạ rồi ạ. Tình huống thứ 5. Năm 2020 A kết hôn với B. Tôi hỏi lại trong lớp mình có bạn nào làm tư pháp xã phường không? Hai trường hợp không cùng đi nào. Năm 2020 A kết hôn với B. Đây là tình huống thực tế mà tôi tiếp nhận. Không phải tôi nghĩ ra đâu các bạn. Thực tế hiện nay là một số công chứng viên khi thấy người yêu cầu công chứng xuất trình trích lục kết hôn thì không hỏi bản chính đăng ký kết hôn đâu nữa. Có không các bạn? Thực tế có không ạ? Khi thấy họ xuất trình trích lục kết hôn rồi nhưng lập tức không hỏi bản chính đăng ký kết hôn đâu. Mà luật dân luật công chứng rõ chưa đến là khi công chứng viên ký thì phải đối chiếu bản chính các giấy tờ. Tôi đề nghị là bạn nào không phát biểu các bạn tắt mic luôn nhé. Phía tôi nghe rất là ồn.
Cô có thể nói lại không? Em nghe không rõ. Thực tế là có những trường hợp khách hàng xuất trình trích lục kết hôn thì công chứng viên không hỏi bản chính đăng ký kết hôn. Và ở tình huống này không có hỏi khách hàng là đăng ký kết hôn bản chính đâu thì họ mới tiết lộ cho tôi về cái quá trình hôn nhân như vậy. Và lúc nãy tôi có nghe một bạn trong lớp, không nhớ là ai, nói rằng là năm 2020 A và B đăng ký kết hôn lại. Có đúng không các bạn? Đúng không ạ? Nếu bạn nào xác định đây là đăng ký kết hôn lại là sai nhé. Nếu xác định đây là đăng ký kết hôn lại thì đây sẽ là tài sản chung. Xác định đăng ký kết hôn lại dẫn đến việc các bạn xác định sai quan hệ sở hữu. Ở đây là đăng ký kết hôn lần thứ hai. Nếu đăng ký kết hôn lại thì quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ năm 2015. Do vậy, ví dụ này tôi đưa ra để lưu ý các bạn là chúng ta sử dụng thuật ngữ pháp lý phải chuẩn nhé. Kể cả khi chúng ta nói và chúng ta làm bài cũng vậy. Các bạn sử dụng thuật ngữ không đúng dẫn đến việc xác định quan hệ sở hữu sai. Nếu coi đây là đăng ký kết hôn lại thì sẽ là tài sản chung. Nhưng đây là đăng ký kết hôn lần thứ hai. Và khi tôi khai thác thông tin của người yêu cầu công chứng thì tôi mới biết rằng cán bộ tư pháp xã phường cấp nhầm trích lục kết hôn thời điểm năm 2015 do đương sự là những gương mặt thân quen. Các bạn nghe tôi nói rõ không ạ? Có ạ. Có ạ. Tức là cán bộ tư pháp xã phường cấp nhầm trích lục của năm 2015. Do vậy là tôi lưu ý là trường hợp nếu họ xuất trình trích lục, chúng ta vẫn phải hỏi bản chính các bạn nhé. Bởi vì là qua cái việc hỏi như thế chúng ta mới khai thác được thông tin. Và nghĩa vụ của công chứng viên ấy, khi mà tiếp nhận yêu cầu công chứng là phải khai thác thông tin liên quan đến yêu cầu công chứng mà mình tiếp nhận để chúng ta tránh cái trường hợp xác định là sai chủ thể. Và trong trường hợp này là tình huống mà tôi đưa ra ấy, tôi cũng lưu ý các bạn luôn là các bạn không phức tạp tình huống lên nhé. Không phức tạp tình huống lên. Ví dụ tôi đã đưa ra cho là A kết hôn với B năm 2020 và 2021 A và B bán. Hoàn toàn tôi không đưa ra là dữ liệu là nhập riêng thành chung. Nên các bạn đừng phức tạp tình huống lên, bởi vì khi các bạn phức tạp tình huống lên thì các bạn giải quyết vấn đề nó sẽ rất là rối. Nên tình huống tôi cho ra như nào các bạn cứ thế giải quyết. Tránh những trường hợp như này, tôi ví dụ có một đề thi. Hỏi là ông A là kiểm sát viên, ông A có đủ điều kiện để bổ nhiệm công chứng viên hay không? Thì khi tôi chấm bài có một bạn trả lời là nếu đủ điều kiện thì bổ nhiệm, không thì thôi. Nên đã hỏi là có được hay không thì trả lời thẳng luôn vào vấn đề đó. Chứ không phải nếu phù hợp với pháp luật thì làm, còn không phù hợp với pháp luật thì thôi. Thì đấy là cái cách làm bài để tôi chia sẻ với các bạn để chúng ta lưu ý. Thì đó là các cái tình huống mà tôi đưa ra để trao đổi ngày hôm nay. Thế tôi ví dụ là trong trường hợp A và B xuất trình bản chính đăng ký kết hôn năm 2012, ghi rõ A và B đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân phường ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì có hợp pháp không ạ? Nếu A và B không xuất trình trích lục kết hôn của năm 2015 nữa mà xuất trình bản chính đăng ký kết hôn năm 2020, ghi rõ A và B đăng ký kết hôn năm 2020 và ghi đóng dấu ngày tháng 5, ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì có hợp pháp không? Mời các bạn cho ý kiến không?
Mai Thương. Mời bạn Nguyễn Thị Mai Thương. Có nghe rõ không ạ? Tôi nghe được. Ý kiến của bạn trong tình huống này là gì nào? À vâng, theo em thì nếu như mà xuất trình được đăng ký kết hôn nhưng ghi là của năm 2020. Bản chính đăng ký kết hôn ghi ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì có hợp pháp không? Hợp pháp ạ. Bởi vì cái tài sản hợp pháp không ạ? Là nó không hợp pháp, bởi vì là theo em đang xác định đây là cái tài sản riêng của anh chồng năm 2016 sau khi đã ly hôn lần thứ nhất rồi ạ. Bạn có nhận xét gì về đăng ký kết hôn không? Ờ, cái đăng ký kết hôn này thì nhận xét nó là đăng ký kết hôn lần 2 ạ. Sai ở cái gì? Sai ở cái gì đâu? À, em nhận xét là cái đăng ký kết hôn này nó là đăng ký kết hôn lần thứ 2 ạ. Và năm 2020 chứ nó không phải là đăng ký kết hôn lại ạ. Ừ, thì họ đăng ký kết hôn lần thứ 2. Vâng ạ. Thì theo em trong trường hợp này thì họ xuất trình cái này thì em cũng sẽ không công chứng đối với lại cái hợp đồng chuyển nhượng hai người đứng tên. Bởi vì cái tài sản này nó vẫn đang xác định là tài sản riêng của anh chồng ạ. Bây giờ không bàn về tài sản nữa nhá. Bây giờ tôi đang đặt ra là bạn có nhận xét gì về đăng ký kết hôn này, tờ đăng ký kết hôn này không? Có hợp pháp không? Em nhận xét là nó hợp pháp. Ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ngày 1. Theo em là nó hợp pháp ạ. Thưa cô không ạ. Thưa cô ngày 1 tháng 1 là ngày nghỉ ạ. Ngày Tết du lịch ạ. Ngày Tết du lịch. Các bạn cho ý kiến nào. Cảm ơn bạn. Em xin phép có ý kiến. Vâng. Thưa cô là cái đăng ký kết hôn đấy nó không hợp pháp ạ. Bởi vì cái ngày 1 tháng 1 năm 2020 là ngày Tết dương lịch, mà Tết dương lịch thì các cơ quan nhà nước đều nghỉ hết, thì cho nên là không ai cơ quan không cái cán bộ tư pháp nào người ta cấp cái giấy kết hôn trong ngày đó ạ. Thế bạn là chủ tịch phường mà nó tiếp. Em cũng không ký hợp ngày đấy. Tại sao còn không ký? Đây ngày nghỉ của em phải thực hiện cái quyền được nghỉ ngơi của em theo quy định của pháp luật. Quyền được bạn để nghỉ ngơi, nhưng có quyền nào cấm bạn không được ký ngày hôm nay không? Đấy không? Có luật nào cấm chủ tịch phường không được ký văn bản giấy tờ vào ngày 1 tháng 1 không? Không, vẫn ký bình thường. Thế thì bạn xác định nó hợp pháp hay không hợp pháp? Theo em thì nó không hợp pháp, nhưng mà em chưa tìm ra cái căn cứ pháp lý rồi ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Tôi mời bạn khác. Mời bạn Phạm Anh Tuấn. Theo em thì hợp pháp ạ. Tại sao bạn xác định là hợp pháp? Thì nếu mà họ đã xuất trình được bản chính của đăng ký kết hôn thì nếu mà đúng và chữ ký và con dấu của phường thì nó hợp pháp rồi ạ. Đúng chữ ký và con dấu. Không cần ngày nào hết, ngày nào cũng được đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Kể cả 30 Tết. Dạ vâng ạ. Nếu mà đúng chữ ký của chủ tịch và con dấu của phường ạ. Vâng, cảm ơn bạn Tuấn. Mời bạn Phạm Ngọc Anh. Alo. Vâng. Nếu mà cả đương sự mà cung cấp được cái giấy chứng nhận đăng ký kết hôn vào ngày năm 2020 thì nó là hợp pháp ạ. Căn cứ nào bạn xác định đó là hợp pháp? Đây là quyền của công dân thôi ạ. Họ có quyền ly hôn và có quyền là kết hôn. Vâng. Vâng, cảm ơn bạn. Vâng. Lúc nãy tôi có nói đến một vấn đề, đó là công chứng viên có thẩm quyền xác minh. Giấy đăng ký kết hôn, tức là giấy tờ hộ tịch do Ủy ban Nhân dân cấp xã phường hoặc là cấp huyện cấp, tùy theo đối tượng đăng ký kết hôn là ai, chủ thể trong nước hay ngoài nước, thì cái đó thì luật hộ tịch đã quy định rõ rồi. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là giấy tờ được cấp theo mẫu có số và có quyển số.
Nên với tư cách là công chứng viên, chúng ta có thẩm quyền xác minh tại nơi cấp. Bởi vì bao giờ Ủy ban nhân dân cấp xã phường hoặc là cấp huyện cấp đăng ký kết hôn thì cũng có lưu, có sổ lưu đăng ký kết hôn. Và đối với những giấy tờ có số, có quyển, ví dụ như là kết hôn hay là chứng tử cũng vậy, tức là ở cơ quan cấp có lưu thì công chứng viên chúng ta sẽ xác thực, sẽ xác minh tại nơi cấp để chúng ta xác định được có hợp pháp hay không. Bởi vì thực tế là luật hộ tịch không quy định là những ngày nào trong năm thì không được đăng ký hộ tịch. Mặc dù luật lao động thì quy định là ngày 1 tháng 1 là ngày nghỉ, đúng không ạ? Thế do vậy là để đưa ra cái kết luận là có hợp pháp hay không thì công chứng viên phải đi xác minh tại nơi cấp các bạn nhé, trước khi chúng ta đưa ra lời kết luận. Thế nội dung của bài hôm nay thì tôi xin dừng ở đây, và tôi rất là mong các bạn là chúng ta đọc thêm cái thông tư 11, vì trong đó là có quy định về quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, có rất nhiều các cái nội dung liên quan đến công chứng viên thì các bạn nghiên cứu thêm. Và đây cũng là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng thực sự là buổi đầu tiên tôi rất là ấn tượng, bởi vì là lớp mình phát biểu rất là sôi nổi và các bạn cũng rất là nhiệt tình đưa ra các cái ý kiến. Mặc dù là các ý kiến thì tôi không đánh giá về hiệu quả, bởi vì là các bạn cũng nắm bắt vấn đề nó đang còn hạn chế. Nhưng tuy nhiên là cái tinh thần học tập cũng như là học hỏi của các bạn là tôi rất là vui và rất là cảm ơn các bạn. Và rất mong là sẽ được gặp lại lớp mình trong thời gian gần đây. Rồi cả lớp nghỉ. Xin chào tất cả các bạn. Cũng cảm ơn cô ạ. Cho em hỏi một câu được không ạ? Chào cô ạ. Cô cho em hỏi một câu được không ạ? Vâng, bạn nói đi. Vừa nãy cô có nhắc đến cái điều kiện để được cấp cái... cái chứng chỉ công chứng viên đấy ạ. Trong đó có cái quy định là phải hoạt động trong cái cơ quan luật luật pháp là 5 năm đúng không ạ? Đúng rồi. Trong luật có quy định là như vậy. Ví dụ là em ở trong trường học thì có được coi là cơ quan em dạy ở trong trường học thì có đáp ứng được cái tiêu chí đấy không ạ? Bạn phải làm đúng lĩnh vực pháp luật. Giảng dạy về pháp luật hay là làm về pháp chế của doanh nghiệp? Em giảng dạy về pháp luật ạ. Đấy thì tôi nghĩ rằng là những cái đó thì là phù hợp. Vâng, em cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn bạn. Xin chào cả lớp và hẹn gặp lại các bạn. Chào cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Cô ạ. Chào cô ạ. Vâng ạ. Mọi người cho hỏi cái trường hợp thứ hai mà cô đã áp dụng điều 661 là cái ví dụ như thế nào nhỉ? Đấy mình không nghe được rõ. Cái trường hợp đấy thì là người ví ta nói ấy, là di chúc có điều kiện. À, tức thì là khi mà ông bố muốn để di chúc cho con trai nhưng mà muốn có một cái điều kiện là chỉ được mở thừa kế sau khi ông bố chết một năm. Thì đấy là nó di chúc có điều kiện thôi. Cái này nó còn phụ thuộc vào cái việc là người được thừa kế nữa. Nếu con ông đứa con thì nó có nhận thừa kế hay không, nó có quyền từ chối thừa kế. Ví dụ như chẳng hạn nó bảo sau một năm thì nó không ấy, nó có quyền từ chối thừa kế thì cái thừa kế đấy nó cũng không thể thực hiện được. Thế nhưng mà trong trường hợp này là di chúc này là hoàn toàn hợp pháp đúng không? Hợp pháp, bởi vì là đấy là nó chỉ thể hiện cái ý chí của người ấy thôi, ý chí của người có cái di sản để lại thừa kế thôi. Cái đó là nói về cái điều kiện hạn chế phân chia di sản các bạn nhé. Cái thời điểm mở thừa kế khác và thời điểm khai nhận thừa kế hoàn toàn khác nhau nhé, các bạn phân biệt nhé. Xin chào tất cả các bạn. Vâng, chào cô. Chú em chào cô. Chào cô ạ. Cô chào bạn này. Xong rồi mà không ai muốn rời lớp nhỉ?